lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang cho ngày ngần trời học rồi sao không ai kêu tôi dậy hết trơn vậy? Ba sao kêu tôi dậy? Ba dậy đi coi. Em cũng say đắm lặng yên. Cái gì vậy chị hai? Bộ kiếp trước á mày là họ hẹn nguyên một viên sói sao mà cái này cũng như con heo vậy? Ủa mắt gì chị la em? Thì lâu lâu đi học trễ con chút. Chị làm quá không à? Ừ vậy thì ngủ tiếp đi. Hôm nay là ngày khai giảng đó con. Xong cứ nhắc tên em hoài. Hả? Sao vậy? Giang, đợi em chút. Ngắm những hạt mưa, anh thì ngồi tiếc nuối ngày xa chưa cùng thế. Ủa, hai đứa mà ăn sáng đi không? Thôi tụi con trễ rồi, con đi luôn nha ba. Nói gì trễ làm sao mà ăn sáng được ba? Nói sao mày? Bực mình á, lại mất nợ nó hay gì á? Chết đâu á, mất nợ nó hay gì á? Chung một nhà cho môi kề môi. Chỉ cần hai đứa hôm qua đã dặn ngủ sớm, sáng mai đi học, giờ đi không ăn uống gì trơn. Mày có thấy ai đó ngày đầu tiên khai giảng mà đi trễ vậy không Ngọc? Chứ chờ chứ chờ à. Hôm nay là ngày đầu tiên em bước vô trường cấp 3, đáng lẽ em phải thiệt là lung linh, tóc tai phải xinh đẹp, đã vậy hồi nãy còn quên xịt nước hoa nữa chứ. Em thiệt là thê thảm mà. Mày còn nói nữa, mày nhắn tin với trai cả đêm lem bem không ai có được hết nha. Báo hại để trễ theo mày luôn à. Trời, chị phải hiểu cái cảm giác bồ hồi lo lắng của em khi bước vào ngôi trường mới chứ. Nếu mà em không nói chuyện với bạn thì em cũng đâu có ngủ được đâu. Đúng rồi, sự bồ hồi lo lắng của mày làm ảnh hưởng giờ học của tao. Sao chị đáng ghét quá vậy? Lúc nào cũng đổ lỗi cho em. Mày là cục nợ của tao á, trễ giờ nha học nha, mà tao á hai thằng con giữ nó thì mát ta nè. Ờ chị mát đi. Anh yêu ơi em tin anh không, hãy về bên anh nha. Một ngày không em anh như đánh mất le xong. Anh mày nhắc trễ thôi là hôm qua đáng rồi, nói hả? Ôi anh chưa hay còn mong. Ủa chị thắng gì mà thắng gấp quá vậy? Đụng trúng người ta làm hư tóc em hết rồi nè. Chứ không có mày á là sao đụng ra được? Chị chạy chị đụng trúng người ta là chị sai, chứ mắc gì la em. Tại mày lên bé mày đụng người ta đó. Nhiều khi em thấy mắc cười ha. Ba có dạy có sai thì nhận, có gì đâu mà cãi cãi. Mày hổn tao hả? Tát mặt bây giờ. Em chỉ lặp lại lời của ba thôi mà. Mày còn cãi nào nữa hả? Ủa nãy giờ ai cãi nhiều biết liền. Ờ hai bạn ơi tôi đau quá à. Hai bạn đỡ tôi dậy được không vậy? Mày có sao không? Tôi xin lỗi nha. Tái quý đi nè. Có sao không? Ờ hơi cái chân mà. Bạn đang học trường mình nè chị. Ủa bạn học trường ca gia luôn hả? Ờ đúng rồi. Ủa mà hôm nay ngày khai giảng á, sao bạn không nhuộm tóc lại đi? Trời đâu có sao đâu, trường mình mất tới mà sợ cái gì. Mà hôm nay ngày đầu tiên tôi đi học luôn á, mà xui thiệt luôn chứ. Trời. Ờ vậy thôi bây giờ để tôi chở bà đi học luôn nha. Ừ. Được không? Hả? Có ma hả? Ừ. Thôi không có được đâu, chở thì mệt xỉu luôn á. Mày chở hay là tao chở? Bớt nói đi. Ừ, nãy giờ ai nói nhiều biết liền. Mày hay quá à. Có đi không? Đi đi, bà lên đây kêu tôi chở bà đi luôn. Mày có leo lên không? Hay là tao thỉnh mày lên? Leo lên. Bỏ cặp ra coi. Xéo sắc mày. Sao cũng trước quá trơn trời. Gì giờ sao chị? Ê, đang định làm gì vậy? Đang rào chứ chị. Thôi nha, em muốn ngày đầu tiên đi học của em mà chèo rào đó. Sao không đường đường chính chính mà vô? Tao không muốn ngày đầu tiên đi học bị kiểm điểm vì việc trễ giờ mà hiểu chưa? Trời em không tin chị lầy vậy luôn á. Vậy giờ sao? Cái xe là sao đây? Chị
ơi, hai chị em là vui ghê luôn á. Thú vị thiệt. Thú vị hả? Nhìn bạn cũng lạ nha. Mà hôm qua bà thức bà nhắn tin gọi điện với trai sao mà hôm nay trễ vậy? À, không có đâu. Tại tôi mới lên nó không có gạch đường. Tôi đoán là nhìn bà với bà chị của tôi giống như trên chợ đó, nó rớt xuống vậy á. Tắt đi. Ê, sao chị quá hay vậy? Lẹ đi, tập đi. Nhanh đi. Ấy trễ học có nhiều chuyện nữa. Quá. Ê, tôi chèo lên thử cho đỡ thôi nha. Ừ. Mấy cái này trời ơi, bình thường đó với tôi á. Còn mày nữa, mày có vô không? Thôi, em không muốn ngày đầu tiên đi học mà chèo rào đâu. Vậy mẹ quả người ok về hai không tốt. Đi. Ê, chị. Chờ em chút đi. Mệt ghê vậy á. Cứ lèm bèm. Chết rồi chị ơi, em rách áo rồi. Ê, để tôi coi coi. Trời ơi, gắp lỗ bự quá, cái này người ta thấy hết trơn luôn á. Mặt mũi đâu em vô lớp nữa chị. Trời, mày đúng là hậu đậu luôn á. Cái chuyện gì em làm cũng xong nữa. Chán mày ghê á. Ủa, mày làm gì chị nạt em? Chị không an ủi em hả? Chứ gì nữa. Không thôi mày, thì lấy xe tao. Chị có biết hôm nay là ngày đầu tiên dự khai giảng cấp 3 của em không? Không an ủi em, mà còn nạt nữa. Thôi xin lỗi. Mày cởi áo đi. Chi vậy chị? Thì chị để ấy mày mặc. Dù sao trong trường này á, chị cũng từng khai giảng rồi. Thì bây giờ á, mày vô cho biết. Còn chị thì sao? Thì sao vậy? Thì Dương ngồi trong góc đó. Rồi xong khi nào mày học giờ mày kêu chị. Thôi em không làm gì đâu, kỳ lắm. Chứ giờ sao? Ê! Hả? Bà có ý kiến gì không mà cho tôi với? Chứ tôi gói quá à. Hay là giờ mình lấy lá á, mình may thành cái áo đi, vừa fashion vừa không được mạng. Thôi xem như là tôi chưa hỏi gì bà đi. Thôi vậy? Lẽ giờ chưa lại về trời. Thôi nha, em không cúp học đâu á. Ê, hay là tôi có băng keo với lại giấy nè, bây giờ mình dán áo lại đi. Tôi nói với bà rồi là xem như là tôi chưa hỏi gì cho bà hết. Được chưa? Ok. Chứ giờ sao? Trái tim anh thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người ơi. Đừng yêu anh nữa, chỉ khiến tim em tổn thương, chỉ khiến em đau lòng thêm đau lòng, chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Rồi, khi một con mây trai chúng chỉ thích ái tình. À không, hai con mình không có nha, chị đừng có nói vậy. Chứ gì nữa, mà tao thấy cũng ngộ ha. Cái trường này làm như cha chết hết rồi hay sao? Đứa nào cũng mê bộ thứ này hết trơn á. Không phải một mà là bốn lần á chị. Cho em xịn. Thôi đi với bà nội, chở đi học rồi. Để lên. Yêu em từng ngày bên em, cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay anh. Không giữ được hạnh phúc ấy, để cho trái tim em tổn thương. Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh. Thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu.
lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào em cũng say đắm lặng yên, trong đầu đang đợi chờ gì đây. Hôm nay là thứ mấy? À thì ra anh chỉ mong để đến lúc để gặp em. Này người anh yêu ơi em tin anh không, hãy về bên anh nha. Một ngày không em mới như đánh mất lẽ sống, cứ nhắc tên em hoài. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa, hay còn ngắm những hạt mưa. Anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế. Nè 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 nè, bây giờ là mấy giờ rồi, sao tụi em chưa tập trung nữa? Mấy em có nghe tiếng chuông không chị? Tôi nghe rõ lắm mà. Dạ rõ đi. Một lòng một dạ mong ta thành đôi, chung một người cho mỗi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi, còn cả thế giới đã có anh lo. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Phương sẽ học cùng với lớp chúng ta năm nay. Các em không được chọc bàn, học lực của Phương rất là tốt, cho nên cô quyết định sẽ đề cử Phương làm lớp phó học tập của lớp. Em phải nói cô định để một đứa liên quan với nó làm lớp phó học tập sao? Nhưng hạnh kiểm của Phương lại tốt, chỉ vì bạn không đi được môn cuối nên mới rớt tốt nghiệp. Như thế sao gọi là lưu ban được, các em thấy sao? Giờ vậy đi, em cũng không muốn là mang tiếng ép người. Nếu mà kỳ thi chất lượng này nó lớn điểm hơn em á, thì nó làm lớp phó học tập. Ý Phương thấy sao em? Dạ, thì tùy bạn đi cô. Ừ, được rồi, em về chỗ đi. Dạ, cảm ơn. Được rồi, bây giờ lớp chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nha. Chôn bấy lâu đêm mà một lòng một dạ bóng ta thành đôi, chung một nhà cho môi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi, còn cả thế giới đã có anh lo. Heo, heo, dễ ngăn đi học rồi mày. Mày ngủ dữ vậy, chỉ học nữa nè, heo. Lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh sao cũng chờ thiệt chứ. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào anh cũng say đắm lặng yên, trong đầu đang để chờ gì đây. Hôm nay là thứ mấy? Ủa ba, Ngọc đó rồi ba. Em nó đi học rồi. Đi học hả? Ừ. Thấy nó lạch đạch lắm, đi rồi. Sao tin động trời vậy? Nó mà đi học sớm luôn hả? Ba không biết, thấy nó ra nó lạch đạch, nó chào ba đi rồi. Ừ, ba ăn sáng nha, con đi trường con sáng luôn. Con đi luôn. Đi luôn hả? Không dạ. Ăn luôn hả? Dạ. Kỳ lạ, đứa nào cũng lật đật. Đi xe cẩn thận nha. Dạ. Lỡ thích một người mà báo. Không nói sao nên dạ, em chào mấy anh. Là vì khi thấy em anh cho em gửi lại cái áo khoác hôm bữa anh cho em mượn á. Em cảm ơn anh nhiều nha. Sao em thờ ơ
Không có gì đâu em. Hai người hồi nãy thì giúp vậy thôi. Với lại hồi sáng này em có làm bánh, coi như là quà của mơ. Không, anh nhận cho em đi. Xạo quá à. Mà anh phải ăn liền nha, bánh nóng ăn mới ngon. Anh biết rồi, cảm ơn em. Thôi em đi trước nha. À thì ra anh chỉ mong để đến lúc để gặp em. Này người anh yêu ơi em tin anh không? Hãy về bên anh nha. Một ngày không em mới như đánh mất lẽ sống cứ nhắc tên em hoài. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa? Ủa không có tin là chú thẳng mai như vậy luôn á. Suốt 10 năm mà tôi quen chú á, hôm nay là lần đầu tiên mà tôi thấy chú nói chuyện với con gái mà tình cảm nhẹ nhàng như vậy luôn. Lâu lâu mà đi học phải kiếm trò chơi chứ. Chú đi học không vậy hoài, thấy chán hả? Mà mấy chú lấy tôi diễn MV tình cảm lãng mạn hay không? Hay không? Nè, bánh rồi nè. Nhạc. Gái tổn thương trong chuyện tình yêu rồi. Như chú là chú phải quen những cái con ác, lùng, xấu xí, hung dữ mới xứng đáng với chú. Cái gì kỳ vậy? Chị ghét của nào sau này ông trời ông ban lại của đó như vậy thôi. Bao nhiêu em gái xinh tươi như bông như hoa á thì chú lại không cần. Chú đâu có giống như tôi, chú thấy tôi không? Thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười em lòng anh xa rời. Nhưng sao em thở ơi chẳng biết. Ủa sao không biết gì vậy? Không biết nữa, tự nhiên xe bị bể bánh chứ bị hư xe lúc này à. À vậy ông để xe ở đâu đó đi rồi tôi chở tới trường luôn. Vậy cảm ơn bạn nha, thật là may khi các bạn cùng lớp chở mình đi lúc này. Ủa sao biết tôi? Thì tôi với bạn học chung lớp mà, cô giáo có thể giới thiệu bạn trước cơ lớp á. À thì ra là vậy. Mà ông hên thôi chứ bình thường tôi đi học á tôi chở với em của tôi, gặp ông chứ tôi cũng không biết được gì đâu. Ồ vậy hả, vậy chắc cho tôi với bà có duyên đó. Ờ có gì, mà tại vì hôm nay nhỏ em của tôi á đi học sớm cho nên tôi gặp ông. Mà ông biết sao tôi nói chuyện với ông tôi nói hết cho gà. Chắc hôm nay trong lớp có biến hay gì á. Đi chở ông đi. À vậy cảm ơn bạn nha. Kìa bạn, tụi tao chỉ muốn chào đón học sinh mới thôi. Ủa, chưa đến kỳ thi chất lượng đầu năm mà các bạn sang đón mình là sao? Mày nói gì không kìa? Ok, thứ ba tuần sau là thi chất lượng đầu năm rồi. Từ đây tới đó, tao để cho mày thở rồi. Mới đầu năm mình đã thấy vui rồi. Tụi mình nghĩ trong cái kèo này á, ai sẽ là người thắng cuộc? Tụi tao thấy không thương lòng điều gì. Mấy em mới vô toàn lụng lụng đi đi nơi nhau không à. Sao lại mấy đứa A1 lớp mình? Phim hay á, phải để cút cuối mà coi.
Cũng có giỏi đánh giá bề ngoài chứ. Bà đừng nên đói đầu đám ưng linh của môn nữa. Thì tôi có muốn đâu. Tụi nó kiếm chuyện với tôi mà. Tôi biết là vậy. Nhưng mà đám mình mới vô trường mà. Sao đấu lại tụi nó được? Nhưng mà đâu có thể nào. Để tụi nó muốn làm gì làm. Trời ơi tôi khổ quá mà. Bà nghe tôi một lần thôi. Nhìn tụi nó chút xíu được không? Thôi được rồi. Nhưng mà bà yên tâm đi. Tụi nó hả chẳng làm gì tụi đâu. Mà chị hai đang giấu gì vậy? Đồ ăn hả? Mày á, tao chưa tính sổ mày á. Hồi sáng mình học sớm ha. Ủa chị kỳ quá à. Em đi học sớm chị cũng nói, đi học trễ chị cũng nói. Không biết sao cho vừa lòng chị luôn. Mày thôi thảo mai của mày đi. Tao kêu mày nói với tao một hai gói mì á thì mày nhăn lên mày nhăn xuống. Mày nè, tao không thích mày dính líu với đại đáp con trai trong lớp mình. Ủa sao chị biết vậy? Bộ anh bá nói gì với chị hả? Mày đừng có mơ tưởng với cái đám đó. Tao không có thích. Em thấy chị quá đáng lắm rồi nha. Sao chuyện riêng của em chị cứ xía vô vậy? Bộ chị không được chị tức hả? Trời tao mà tức hả? Nhưng mà tao nói sao thì mày nghe về đây mày cứ cãi tao. Nghe gì mà nghe. Ủa bộ chị muốn nói gì là chị nói hả? Em ghét chị. Em không có chơi gì nữa. Đi Vi. Ngọc. Nó không nghe đúng không? Con này cứng đầu thiệt chứ. Mình quá. Sao có số tôi vô lớp gì tại ấm bên không được trời. Đi học kiếm thêm kiến thức. Tại là cặp với kiếm chuyện không à. Đã vậy cặp với em mây trai đó. Nói rồi thích ai thích một người thôi. Thích gì mà thích riêng một bộ tem đó luôn à. Ý vào bà đặt đẹp trai này kia ra vẻ nhất là đàn báo á. Trời ơi. Bực mình. Ức chế gì đâu á. Ủa tụi mình đang ghét đến vậy sao? Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh. Thật sự khó nói. Phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Mà cũng bớt nho lại tí xíu. Chắc là dễ thương lắm mà. Xin em hãy cứ quay lưng bước đi. Nè. Nhưng mà nhớ người là sao nói xấu ai á. Thì nhớ nhìn trước sau nha con gái. Nói bé bé thôi. Hiểu không? Tim em tổn thương. Chỉ khiến em đau lòng thế lắm. Chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác xứng đáng hơn anh. Và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu. Sẽ có một ai đó gần kề yêu em từng ngày bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Một người sẽ không khiến em đau buồn. Lực mà như thế nào? Con đã 5 phút tôi xuống mà giờ mới xuống ở đây. Không biết mấy giờ đâu. 9 giờ rồi kìa. Nhưng mà hôm nay chủ nhật mà. Sao vậy ba cũng kêu con vậy? Ba kêu Mộc kìa. Con đừng nhắc tới em con. Con thấy bình thường đi học thôi là nó trễ lên trễ xuống. Bây giờ mà chủ nhật mà con lên kêu nó chiều nó mới xuống tới đây. Nhưng mà cái gì ba cũng kêu Phương, Phương hết trơn á. Ba kêu Ngọc. Sao vậy Phương? Con lớn rồi mà sao con so bị với em? Nhưng mà thôi,
hôm nay á là ngày giỗ của vợ tôi. Tôi nhờ cô ra chợ mua ít trái cây được không? Ừ ha. Đúng rồi, hôm nay là giỗ của mẹ. Vậy ba mua gì? Cô ra mua giùm cho. Con ra chợ mua cho ba ít trái cây để thầy ba cúng cho mẹ. Dạ. Nhưng mà nhớ là lựa trái cây tươi. Dạ. Rồi tranh thủ đi liền đi. Nhanh nhanh. Có như con rẻ quá ba. Sao vậy? Phương. Dạ. Đi ra chợ mua trái cây xong về liền. Dạ. Bây giờ xe cộ tụi nó chạy ghê lắm. Con biết rồi. Ủa? Nhìn ai quen quen người ta? Ây da. Chết bà rồi. Trời ơi, chuyện chi không biết trời. Ây da, cái gì vậy? Tính bỏ trốn. Làm gì trốn? Tôi có làm gì đâu. Thấy quen lắm nha. Hình như là gặp ở đâu đó rồi nè. Đúng không? Sao học giỏi mà trí nhớ kém quá vậy? Đáp A1 nè. A1, ớ trời nhớ rồi, hàng gì thấy quen quen. Ừ. Thôi đi trước nha. Ngoan. Đánh trong lãng cũng giỏi quá ha. Đánh trong lãng gì đâu. Nhà của ông hả? Thì sao? Đẹp mà, đông vui quá ha. Dạ con chào bác. Này, con nhỏ lừa đảo. Mới đó mà cũng 5 năm rồi. Con mình bây giờ nó cũng lớn rồi. Ước gì mà còn bà thì hay biết mấy. Ba lại vậy nữa rồi. Ba vậy sao mẹ yên lòng được? Ba nhớ mẹ bây quá. Ba nói vậy thôi. Sao chị ngồi chỗ của em? Chị qua bên đây ngồi đi. Ngồi lộn thôi mà làm cái ghê vậy. Sao mày làm căng quá vậy? Ngồi đi mày. Chị hay quá ha. Hôm bữa em cũng ngồi lộn á. Ai là người nói em cái gì cũng phải có trật tự sắp xếp của nó. Đâu phải con nít muốn làm gì là làm. Thầy xin lỗi được chưa? Thôi hai đứa. Trời hai đứa không? Ba thấy tụi con giống như mèo với chuột vậy đó. Không biết khi nào mà tụi con mới trưởng thành được. Ba hả? Ba mong á, từng ngày là được bồng cháu ngoại. Hiểu không? Tụi con lúc nào gặp nhau cứ cãi nhau như mèo với chuột vậy làm sao được? Ba lại nói vậy nữa rồi. Tụi con còn nhỏ mà. Lúc ngày ba có nói hoài luôn. Trời, bà làm như nuôi con nít dễ lắm không bằng. Ừ. Cô coi cô đi. Cô lớn như vậy á, là một mình tôi nuôi. Một tay tôi à, chăm sóc nuôi lớn á. Mà ba cười quá à. Ba có chọc ghẹo hai chị em cùng hoài luôn. Ba, mà ba có mỏi lưng không? Để con bóp lưng cho ba nha. Đúng là Út, cưng Út nhất nhà. Nó nịnh ba thì có. Ủa, thì kệ em. Chị không được, chị tức hả? Chắc là tức. Vậy mày bóp lưng cho ba đi, bóp nữa đi. Thôi, hai đứa con đừng có cãi nhau nữa. Ngồi ba kể chuyện cho nghe nè. Ba kể chuyện ngày xưa cho nghe. Mày ngon rồi, sáng mày đi mua trái cây đi. Tao mua tụi mày té. Hả? Không có, tại vì con nhiều chuyện. Rồi, ba kể cho nghe. Đáng đời.
đừng có cãi nhau nữa, bà kể chuyện cho nghe. Ngày xưa bà với má yêu nhau, ta nói là cái tình yêu ngày xưa nó đẹp lắm. Mà chắc mẹ đẹp giống như hai tụi con nha. Đúng rồi, hai đứa con đẹp giống mẹ đó. Mà tao cũng đẹp, hiểu không? Dạ bà, cảm thấy vậy bà. Hồi xưa á, ba với má yêu nhau, trời, cái tình yêu mà đi hẹn hò bằng chiếc xe đạp á, thích lắm, chở cọc cạch nha, thích lắm. Không phải như bây giờ, hai đứa con đi xe máy đều biết cả cảm giác đó đâu. Ba sai rồi đó, sáng nào con cũng chở đi học bằng xe đạp á ba. Nó nặng như con heo vậy á ba. Chị nói ai con heo vậy? Thôi, ngưng. Ba kể hết sao sao thì sao? Mới nói vậy là cứ cãi nhau, đúng rồi thì tụi con. Nó xin lỗi, đừng đánh nó nữa. Đánh cho mày chừa cái tội mắt lẻo, nói xấu bọn tao. Anh đi đi. Bây giờ mày chừa mấy tấm rồi, mày chừa được mấy thằng rồi. Thôi, bà đừng có đụng với tụi nó, nó phiền lắm. Cái đám nó dữ nó chết luôn à. Thôi đi chị hai, tụi nó dữ lắm. Mình đừng có lo chuyện đau đầu. Thôi ra, đây. Em đi đi. Nè, giờ người đi. Bộ muốn giết người ta hả? Anh thì dữ vậy? Hả? Chị đang ngồi nhìn con mày. Mày đừng có đập mày luôn không? Tụi bây giờ còn đánh nữa mà. Tao hát ban giám hiệu. Nói gì nữa là nữa tao nghe. Vậy mày nhìn đi. Nè. Tao có bằng chứng thì xin lỗi. Dù cho tụi bay có là con của ai chăng nữa cũng khó ăn khó mà nói. Mày sao? Mày tưởng tao sợ cái tấm hình của mày hả? Tao tán nát mặt ở trước mặt mày không? Vậy chứ bây giờ mày muốn sao? Chứ tao dễ lắm, tha cho nó đi cũng được đó. Nhưng mà mày vô, mày thế chỗ nó đi. Chơi nhiêu đó đủ rồi đó Linh à. Về lớp đi. Anh không phải xen vô chuyện này đâu, là chuyện riêng của tụi này. Chuyện của Linh, nhưng mà ảnh hưởng tới trường. Không thể có chuyện á, nguyên một đám bu vào đánh thật người như vậy. Nhưng mà còn nó xấu bọn này thì sao? Mẹ đã xin lỗi mọi người rồi. Hơn nữa, mọi người cũng đã đánh người ta. Làm người á, thì cũng nên biết tập nhận một chút. Gì đó? Tướng thì nhỏ mà sung quá ha. Mày mốt bớt coi nha. Thì là chị không có cảm giác gì luôn á hả? Trời ơi, ước gì người được nhận đó là em á. Nãy giờ tim em còn đập thịt đây nè. Bớt mày trai, đi về. Đi nè, mày trai. Xin lỗi. Công nhận cái tụi này nó ác nhân thiệt chứ. Nghĩ sao quýnh con ta không nổi vậy nè. Ủa bà Hà, bà làm cái gì mà đánh mà dữ vậy? Không có chuyện gì đâu, qua rồi. Mà đừng quan tâm nữa. Thì bà cứ nói đi, có gì chị em tôi giải quyết cho. Mà tôi không muốn phiền phức á. Thôi mà thôi, nếu như mà Hà muốn nói á, thì tôi không có ép. Mà tôi cũng cảm ơn hai bà nha. Nhờ hai bà giúp đỡ, không thì tụi nó muốn tôi chết rồi. Tôi biết được gì bà đâu, bà cảm ơn. Cái người mà cảm ơn là khắc báo mới đúng chứ. Tôi sẽ cảm ơn khắc báo sau. Nhưng mà tôi muốn cảm ơn hai bà nhiều lắm. Thôi, bà đừng cảm ơn nữa, nghe nhức đầu lắm. Vy, hả? Phải không? Phải, đúng rồi. Bà đúng, bà phải luôn đó Vy. Là thích một người
mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào em cũng say đắm lặng yên, trong đầu đang đợi chờ gì đây? Hôm nay là thứ mấy? À thì ra anh chỉ mong để đến lớp để gặp em. Này người anh yêu ơi em tin anh không? Hãy về bên anh nha. Một ngày không em mới như đánh mất leo xong cứ nhắc tên em hoài. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa hay còn ngắm những hạt mơ. Ông bị điên hả? Nè, nói cho biết nha, tôi vừa mới cứu cô một pha trong thấy đó. Lúc nãy á, không có tôi á, Hương Linh đã làm thịt cô rồi đó. Không có ông tôi vẫn lo liệu được. Nói hay quá ha. Biết vậy á, hồi nãy coi thêm xíu nữa là có chuyện vui rồi. Thì tôi cảm ơn ông vừa hồi nãy. Cái này là cảm ơn thiệt nha. Đáng ghê quá. Tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa nha. À! Chị ngu quá vậy? Nè, ở đây không có rảnh nha. Hôm nay tôi kiếm cô là để tính sổ đó. Sổ gì? Bỏ mất nổi mấy người hả? Hả? Ma quên khôn quá ha. Tôi nhớ là hôm bữa ai chạy vô xe tôi á, con ngóp xe luôn á. Mà bây giờ nó còn nằm ở trong gara kìa. Lỡ mà, đâu cố tình đâu. Uống trà sữa nha, mới mua, chưa uống luôn á. Nè, cái ly trà sữa bự như cái bánh xe bò. Nói kỹ quá. Đi chạy nữa. Đi chạy không? Lấy cái thằng án đầu tôi á. Đầu tôi hồi cho hờ mẻ nha. Tôi thích nó là sao? Đồ bệnh hoạn, biến thái. Đừng có nghĩ giàu có, đẹp cái mã, muốn làm gì làm nha. Thật ơi, nói chuyện dư thừa, điều có ai mà không biết ha. Con nhỏ mà chạy đi. Con không mất dậy. Tụi bay còn cười nữa hả? Nếu như tôi đoán không lầm là sẽ có một thanh niên đang bị tổn thương trong chuyện tình yêu. Mày nói tào lao cái gì vậy? Tao đâu có bị khùng đâu mày đi yêu con Lục đó. Chuyện gì vậy? Tao đâu biết đâu. Báo này giờ nó thay cái gu sao? 2:18. Anh nói gì vậy? Anh đâu có nói gì đâu em. Đối với em lúc nào anh cũng biết nâng niu mà. Sắp có chuyện vui rồi đây. Mới vào cũng cua tra lớp này hả? Em cho mày biết tay. Xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em. Báo mà giờ chưa chịu về. Lúc mà hả? Không có công có việc á, thì cái mặt sầm sầm cả nhà hả? Ê, lúc cần tiếng hổ nha. Đó, về tới rồi đó. Đó, thấy chưa? Không sao. Chào bà. Ê, đứng đây. Vô gì? Tôi có chuyện nói với ông, tôi mới đứng đây tôi đợi ông nãy giờ chứ không có vương, không có rảnh mà tôi đứng đây tôi đợi ông ha. Thôi được rồi. Ha. Xỉn rồi. Ăn nhậu làm được gì đâu mà, thấy nổi rồi. Bớt cào lao lại, đứng im nghe tôi nói. Tôi hỏi ông nè, tại sao chú Bảo kêu ông đi làm bảo vệ mà ông không làm? Hả? Cái công việc đàng hoàng có tiền vậy tại sao ông không làm? Trời ơi! Mà nghĩ sao vậy? Thằng Bảo nó là ngang của tôi. Mà nghĩ sao tôi vậy mà tôi đi làm bảo vệ tụi nó? Rồi hai tôi đây gì nữa? Đúng không? Rồi mặt mũi tôi bỏ đâu rồi nhụt lắm mà biết không? Nhụt lắm mà biết không? Nhụt? Biết nhụt đó hả? Ừ. Trời ơi! Không có gì để nhụt hết trơn á. Mình đi làm, mình kiếm tiền, không có gì để nhụt hết. Ha? Còn hơn là đi ăn nhậu bê tha. Bà tưởng bà ngon lắm hả? Hả? Sao? Bà đánh bài từ sáng sớm tới chiều tối bà tưởng bà ngon lắm hả? Mà sao tự nhiên lôi chuyện tôi vô? Tôi đang nói chuyện với ông mà.
tôi có đánh bài là chuyện của tôi đánh bài tiền của tôi. Tôi đâu có đánh bài tiền của ông đâu mà ông nói. Tiền ông nội tôi chứ tiền. Tiền đó là của thằng Bảo nó chung cấp cho con Linh. Đúng không? Rồi bà lén bà lấy rồi bà còn nói nữa hả? Trời đất ơi. Đúng không? Tôi mệt quá. Tiền của con là tiền của tôi. Nói chung là tôi giữ giùm cho nó, khi nào nó cần thì tôi đưa. Mà tôi đánh bài á là có vô có ra, có ăn có thua. Còn ông kìa, ông nhìn lại ông đi. Ông chỉ có ra thôi à. Ông đâu có vô miếng nào đâu. Bà đừng nói nữa. Hồi đó ai nói yêu tôi hả? Ai nói thương tôi hả? Yêu cái tấm thân học nhà của tôi. Bây giờ bà hướng sao bà bỏ tôi bởi vậy? Bà lại bà lúc tới đó thấy nhân tình. Tôi nói cho ông biết nha. Hồi xưa tôi thương ông là tại vì gia đình ông cũng có bề thế. Ông có cái má. Thì lấy ông có xấu xấu thì may ra cũng hy vọng là ông giống chú Bảo. Biết tu dưỡng làm ăn gì đó thì bởi vậy? Thành là ai dẹp. Tưởng đâu là chuột sa hủ nếp. Ai về chuột sa hủ hèm. Bà ấy rồi thì bà con gái chịu chứ giờ bà nói gì nữa. Không, tôi nói nhiều đó bây giờ tôi lại nhậu rồi. Tôi ấy xong rồi tôi làm cái gì đi nhậu đâu hả? Linh chứ học về con chào anh hả? Chứ tao Linh đi chứ nó vô nó chào tôi vậy bạn. Không ăn lỡ sao nó không chào ông? Bởi vậy con hư là tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại bà đó mà đúng không biết không? Đó. Vô duyên, tự nhiên cái con hư tại mẹ là sao? Ông giỏi ông dạy nó đi. Bà đợi tôi lúc. Tôi dạy nó cho bà coi. Ê, đi đâu nữa? Tôi qua bà Sáu, tôi uống thêm hai xị, tôi lấy can đảm tôi dạy nó. Trời ơi, cái con chuyện bảo vệ thì sao? Bảo vệ hả? Từ từ tính. Trời ơi, còn người đó không? Tiếng hổ rồi. Chọc với con. Tâm tư nơi trái tim anh thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người ơi. Đừng yêu anh nữa. Ủa? Chỉ khi cái này tôi chưa thấy bà Linh cái mùi. Không biết không? Ủa thôi kệ. Mày kệ tối nay đi. Gì thế chợ? Bà Linh thì vừa nhắc tới sao vậy? Sao nhìn mày mà tối vậy? Tụi bay thử sống với nhà tao. Mệt không biết gì. Đối với tao không có tiền đi chơi nhiều thì không còn gì mà mệt mỏi. Rồi con kèo tối nay sao hai chị lại? Chị vẫn ở chỗ cũ. Nhưng mà gọi thêm vài người nữa đi. Chết người mất không. Tối nay tụi bay chơi đi. Chị có hẹn hả? Mày có hẹn với tao. Ok. Ok. Có gì sớm thì gọi cho tao. Để coi sao đã. Ủa, mày có nghe tiếng chuông không vậy? Tôi nghe rõ lắm mà. Bộ bị điếc hết hả? Đi lên. Còn mấy anh nữa, mấy anh đợi cái gì vậy? Bộ đợi tôi mời phụ huynh hết hả? Dù gì mình cũng là bảo vệ của cái trường này mà ta. Sao tụi nó không tôn trọng mình chút xíu nào vậy cả? Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh. Thật sự khó nói,
phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu? Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người ơi. Thôi Linh đừng uống nữa, nãy giờ Linh uống nhiều rồi đó. Ủa mà hôm nay Linh có chuyện gì buồn hả? Cứ tâm lại bắt Linh đi du học rồi hả? Chuyện đó thì ông bà bắt từ năm trước rồi. Hôm nay á, tại vì tôi muốn đi dạo với em thôi. Mà nói gì nói, chú Tiến Tâm cũng thương Linh lắm. Dù sao cũng là ba mẹ của Linh. Nếu được á, thì Linh nên bỏ phép với chú Tiến hơn. Không, chú hạnh phúc sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và với thời gian trôi cũng nhanh thiệt ha, mỗi ngày nào mình còn học lớp 5 đây, trốn ba mẹ ra bờ sông chơi, về bị đánh một trận đã đời luôn. Nhớ ngày đó Linh bị té tại cái mũi ăn trầu luôn chứ bộ. Nghĩ lại vui thiệt. Nghĩ lại lúc đó ngu thiệt, nhưng mà vui. Ước gì được quay lại lúc nhỏ, vô tư, hồn nhiên, không phải lo nghĩ nhiều. Làm như già lắm bạn ạ, thôi vô đi. Yeah. Mà lâu lắm rồi, ai cũng muốn bây giờ ăn xuống đôi rồi. Con ơi mẹ chẳng cần chi, mong con ứng xử trong khi mẹ còn, cho đúng bổn phận làm con, là gương sáng để con soi vào. Dù cho sức khỏe thế nào, tuổi già tất phải dựa vào con thôi. Vậy nuôi con trả nghĩa cho đời, chỉ mong thấy được những lời thân thương. Cuộc đời vất vả trăm đường, đắng cay mẹ chịu, ngọt đường phần con. Năm qua tháng lại mỏi mòn, ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần. Âu ơ nước mắt trôi ngần, mẹ tràn ngập cả mọi phần thân yêu. Không hiểu gì không? Khởi lớp qua chơi đi. Chị hai, đi vệ sinh không? Đi bây. Sắp có chuyện vui để coi rồi. Gì ba, nghe nhà đi con cặp hả? Là sao ba? Mà con thấy con mua nó đang bày trò cho con lên quậy hả? Tao nghĩ nó sắp xử đứa nào trong lớp này. Tao cá, cái con nhỏ đụng vô xe tao đó. Nó đụng mày hả? Nó không những đụng mớp xe tao, còn dám cán chân tao nữa. Mới vô trường mà đã gây thù chứ quá. Học đường sắp dậy sóng mắt rồi. Mình cậu lao
Rồi bây giờ mình tính sao? Mày không cần nói nữa. Thi xong chất lượng đầu năm, mình xử nó một lần luôn. Chị, có chuyện này hồi sáng nay em định nói chị mà em quên. Chuyện gì? Em nghĩ không có chuyện tự nhiên mà ông An vô duyên vô cớ vô nhà vệ sinh đòi tiền chị đâu. Thì mày không thấy một đáp cho nó cười hả? Thì ông lấy tao ra làm trò cười cho thiên hạ đó mà. Vô lý, ổng đâu có bị điên. Dù gì, ảnh cũng là idol của em, chỉ sau có anh Báo thôi. Thì ổng bị điên mà, ổng chơi với ông Báo mà. Thì cá mày một lứa thôi, mày thấy mà hỏi. Không, nhưng mà hồi sáng nay em thấy tụi con mua đi sau mình á. Thì chắc là tụi nó cũng đi toilet thôi. Mà mày nhiều chuyện ghê luôn. Không thể nào có cái chuyện trùng hợp như vậy được. Với lại chị biết tính ông An mà, đó giờ ổng có cà rỡ như vậy đâu. Chị, chị làm gì thẫn thờ vậy? Tôi có gì đâu. Mày tắm chưa? Chưa. Chị tắm đi. Mày mà hỏi nữa là cho mày ngủ đất luôn. Thôi, em đi tắm nha. Chị đi, 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 chuyện quá. Bây giờ mới thoát được cái đám này nữa trời. Ủa giờ này mày với Linh sao rồi An? Thì cũng bình thường. Mà sao mày hỏi vậy? Thì tôi thấy là lạ nên tao hỏi mà. Lạ sao? Thì từ ngày có em tôi học cũng mới rồi đó. Tôi lên Linh rồi. Với Linh chỉ là bạn thôi. Vì là bạn cho nên là anh không muốn Linh gây sức ép với anh Tài nữa. Mày không nghĩ rằng á, việc tránh Linh gặp rắc rối với nhà trường bằng cách giúp bé Lùng lớp mình thì đâu có khác gì là châm dầu vào lửa đâu. Giờ tao thấy á, con Linh nó không phải nhân dừa đâu. Em một khi em đã ghen lên hả? Cái đường này có khi là đóng sắt dũng đó. Mày ở nhà mày vô nó tàn thôi à. Tụi mày rảnh quá. Siêu diễn gì tụi lum vậy? Ủa, mà lạ lắm anh nha. Anh nói giờ này cũng quan tâm gì trong lớp mình đó hả? Ừ. Nói mới thấy lạ lạ nha. Lúc này tôi thấy chú á thế tìm mấy bé trong lớp lắm. Chú định hắt hết mấy bé lụn trong lớp hay sao vậy chú? Bé xàm quá. Nghĩ sao vậy? Tao đâu có bị khùng đâu. Sao mà tao để ý tới mấy đứa tầm thường như vậy được? Cái đó thì không biết. Nhưng mà thấy nãy giờ nhắc tới con bé đó, chú chăm chỉ lắng nghe, tôi thấy lạ lạ. Rồi thấy chú cũng hay chọc ghẹo nó, tôi lại càng nghi chú hơn. Nghi cái gì? Tao đã nói rồi, đi vô trong lớp học nó buồn thì phải kiếm trò bài trò ra chọc ghẹo nó chơi cho vui thôi. Phải ông già có mới nói à nha. Thì cũng liên quan tới cái cuộc thi chất lượng đầu năm hôm bữa thôi. Nhắc mới nhớ, tụi bay nghĩ trong cuộc thi chất lượng đầu năm này nè, ai sẽ là người điểm cao nhất? Ôi hết chuyện hỏi à. Mày hỏi ai với mày hỏi tao? Có bao giờ tao học bài chưa? Tao không bao giờ mà tao học bài. Thế em nghĩ là Linh, nên là học sinh giỏi toàn quốc không toán họ. Theo tao nghĩ là Phương. Cái gì? Thì tại vì cô giáo bữa cũng nói nó cũng là học sinh giỏi mà. Nếu như mày đã nói như vậy á thì cứ như vậy đi. Ok, giờ cáo nè. Chơi không? Vậy cá chậu hoành tráng đi. Ok, chơi. Chơi. Vậy đi. Ê, sao có con? Đi đâu mà gọi vậy? Không có việc của bà.
Đầu tóc giống ai mày? Lần sau mà tao thấy á là tao cạo đầu mày đó. Ngày mai các em thi rồi, mà cái môn văn á là cái môn trọng tâm nữa. Những kiến thức á tốt nhất thầy đã truyền đạt cho các em. Các em ráng á, về nhà ôn bài thật kỹ để ngày mai còn thi tốt. Chúc em thi thành công. Thôi, cả lớp nghỉ với lâu. Ê bà Phương, hay mình đi ăn xin mua đồ ăn bạch tiếp. Đi. Chưa vậy? Biết bao đang tao học bài mà. Trời ơi, sao phải không chịu học đi? Không thôi bị cô sắp vô nhóm học tập khác thì sao? Ráng sao á mà bị vô nhóm của con Linh với con Moon á thì đẹp luôn đó nha. Rồi, nhắc tới mấy con nhỏ đó nữa. Mỗi lần nhắc tới nổi da gà luôn á. Thấy gớm. Khổ tâm quá. Cái này tao phải xin phép con nghỉ hè sớm quá. Chán quá rồi mày, tao thấy tương lai nó mù mịt đi về đâu. Ê, dạo này bà bị sao vậy? Cứ mơ mộng đi đâu á. Tôi có mơ mộng gì đâu. Ê, mà tôi hỏi bà này nha. Bà có bạn trai chưa? Chưa bà ơi. Theo tôi nghĩ là bà nên có bạn trai đi. Chứ tối ngày bà cầm một đống sách bà học vậy, bà không thấy chán hả? Không thấy khô cằn hả? Không. Tôi nghĩ là đang đi học mà có bạn trai thằng kia cho nó mệt vậy. Đúng không? Ha. Ủa? Mà bà Phương đâu rồi? Ai biết bà? Bà đi đâu á? Kệ bà đi. Tụi bay đi đâu thì đi. Tao ở nhà. Chị vậy ba? Bạn gái không vậy báo? Nhóm có 4 thằng. Lúc nào cũng chỉ có tao với thằng Phong thôi. Nhưng mà thằng Phong thì... Nói chung á, là tao có việc nhà. Vậy thôi. Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh. Thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh. Ủa? Bên em người. Ông vợ Phương dữ lắm mà. Phương la ai dữ lắm nhỉ? Sao lại thay đổi thì nhỉ? Muốn chạy cửa. Xin lỗi với anh. Anh cho Phương nhiều nước mắt. Tại anh không muốn trà sữa. Uống đi. Khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Ủa mà anh nghĩ ai mà đẹp quá vậy? Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu. Sẽ có một ai đó gần kề yêu em từng ngày bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay anh. Trời ơi, sao lần nào đi cũng không chịu nhìn lường hết vậy hả? Ủa hả, lần trước con say chưa đủ giờ rụng người luôn phải không? Dạ tôi hỏi ông nè, còn ông có đi chùa chiền gì không vậy? Gì vậy? Tôi thấy cái vòng của ông cũng nặng lắm rồi đó. Lần nào gặp ông gặp chuyện xui xẻ đâu không à? Không, không đùa nữa ha. Bữa nay đi đâu đây con heo kìa? Tính kiếm bổn công tử đi xin lỗi chứ. Nằm mơ hả? Ủa, tôi đụng xe mày nào? Ai làm chứng?
bằng chứng đâu? Để gây thương tích thì còn ngang ngược được nữa ha. Mà thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Ngược chứ. Ai làm việc này? Còn ai lần nữa? Ai làm? Là mày làm đúng không? Ê, bằng chứng đâu? Không phải mày thương nói chuyện khi có bằng chứng hay sao? Bây giờ tao hỏi mấy đứa trong lớp, đứa nào thấy tao làm? Giơ tay lên. Có không? Có không? Có, mày thấy chưa? Không phải tao. Mày ngược á. Thôi mà chị đừng có buồn nữa, để em đưa tập của em cho chị viết nha. Mặc dù nó không có đủ, em đã nói rồi, tụi nó phiền phức lắm, đừng có đụng nó rồi mà chị không nghe. Chị không có sợ tụi nó, nhưng mà chị tức lắm. Chẳng lẽ bao nhiêu người như vậy không thấy sao? Không phải là không thấy, mà là không dám. Tụi nó là con ông cháu cha mà, muốn làm gì mà không được. Chị không sợ, nhưng mà tụi kia nó sợ. Nhưng mà chị không có cam tâm. Chẳng lẽ em để cho tụi nó cửa đầu cửa cổ hoài vậy sao? Quyết định chị sẽ phục thù tụi nó. Tức thiệt chứ. Vậy giờ chị định làm gì? Chị sẽ phục thù. Vậy giờ chị tính làm sao? Tập vở chị bị xé hết trơn rồi. Phục thù bằng cách nào đây? Chị có cách, quyết định sẽ làm được. Tôi cho bà mượn tập nè, để bà cho chị bà mượn chép bài lại cho đủ. May quá, có quan kính cận nè chị. Ủa, mà tập ông viết có đầy đủ không? Chữ ông viết có đẹp không? Chị tôi về mượn mà nhìn không ra, là ông biết thì tôi nha. Yên tâm đi, tập tôi lúc nào mà không đủ. Còn chữ tôi hả, dễ nhìn lắm, chị bà sẽ nhận ra mà. Ừ, cảm ơn Quang nha. Có gì đâu, nhưng mà... Phương cho Quang xin lỗi nha. Ủa, làm sao xin lỗi Phương? Thì lúc nãy á, Quang đứng đó Quang thấy hết á, muốn xé tập của Phương. Nhưng mà Quang đâu dám làm gì được đâu. Tại vì Quang không muốn dính vô tụi nó. Tụi nó dữ lắm. À, chuyện đó hả? Chị tôi không có giận đâu. Với lại tụi nó ai mà không sợ. Phương không có giận Quang đâu. Phương cảm ơn Quang cũng hết đó mà. Nhưng mà cho Phương mượn tập, không sợ tụi nó biết không? Thì Quang không nói, Ngọc không nói, Phương cũng không nói luôn. Thì tụi nó sao biết được. Bà Ngọc nè, lúc nãy á, lúc mà Moon xé tập của Phương á, lúc đó hả, Quang nhanh tay, Quang lấy cuốn tập của Ngọc, Quang giữ vô cặp nè. Công nhận nhanh quá ha. Thì không nhanh, rồi lỡ tụi nó lấy tập Ngọc, tụi nó xé luôn rồi sao? Lúc đó hả, Quang phải chép lại cho Ngọc nữa. Ủa, nếu mà có xé tập tôi, thì tụi tôi chép, mắc mớ vậy đó ông. Tôi giỡn thôi chứ bộ. Thôi, tôi lên lớp trước nha. Tôi chúc Phương với Ngọc ngày mai thi tốt ha. Người cảm ơn Quang nha, mà ngày mai Quang cũng thi tốt nha. Cảm ơn Phương, thôi, Quang lên lớp nha. Bye bye. Bye. Con mà tao lao binh ghê, thằng nó hiền với Thương làm sao? Mày giữ với nó bây giờ? Tôi mày giữ? Mày nhìn bà kìa, chắc bà hiền lắm. Tại tao hiền cho nên là hai con đó mới xé tập của tao. Chứ tao mà giữ đâu nên tao dám xé tập tao. Mà tao tức lắm á, mày biết không? Mày phải hiểu cảm xúc của tao bây giờ nè. Tao hả sẽ phục thù, mày để đi. Dám xé tập tao sao vậy?
Sao Phương chưa về nữa? Em tức quá à. Cái chuyện gì vậy? Tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà giết Phương? Nó có dễ dàng được vậy? Để rồi coi, thi xong kỳ này nha, lột cái mặt tụi con hết. Khó hé nữa hả? Lấy da chiên bơ luôn á, lấy xương nấu lẩu luôn á, bắt tụi nó con thịt hết luôn. Trời ơi trời. Mà sao lúc nào em cũng chỉ biết cười thôi vậy? Anh nói gì đi chứ? À, thì có gì đâu. Bây giờ có giận hơn á, hay là bực tức gì á, thì cũng là một ngày bình thường trôi qua thôi mà. Cái gì nó cũng có cách giải quyết của nó hết á. Nhưng mà Phương tức lắm, tại vì em không hiểu thôi. Chứ nếu như mà em là Phương á, thì anh sẽ hiểu à. Cảm giác của Phương bây giờ á, tức vậy không nổi luôn á. Thôi để thi xong anh dẫn Phương đi chơi nha, xem như là bù lại lỗi của Linh ha. Linh, ủa em và Linh là cái gì với nhau mà em chuộc lỗi cho Linh? Sao em yêu sao ta? Tâm tư nơi trái tim. Ủa con nhỏ là cái gì của An trời? Thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người. Ba, đi học nha. Uống gì đi, ba nấu đồ ăn xong rồi. Ba nhận Út của ba là biết kế học của con rồi. Thảo Út. Ba ơi, con buồn ngủ quá à. Ừ, cố đi con, gắng đi học với chị Hai đi ha. Chị Hai, sao bữa nào cũng đi học hết trơn vậy? Mày học bài chưa? Con học chưa? Em học hết rồi, làm bài cũng xong hết rồi. Ừ, giỏi. Vậy, ba cháu vô ngủ đi, vì hôm nay lớp có học gì hết trơn ba. Vậy thôi, chị đi học cho dễ nha. Em lên lầu. Ủa, nghe lời ba. Chị Hai đi không? Ba thương, sợ quen ba thương. Nè, tối ba nấu chè đậu đây cho hai đứa ăn, nghe chưa? Cho hai chị ra, học đi, nha. Được không? Ba, quen ba thương. Hôm không? Nay chỉ có kiểm tra thôi à ba, không có học hành gì hết trơn á. Chị nói gì? Thầy tao nói là hôm nay không có học hành gì hết, chỉ có kiểm tra thôi. Ủa, sao chị không nói trước em? Mẹ nhà ngủ đi. Chị Hai, chị Hai. Ngày nào cũng vậy, lật đà lật đật. Thiệt tình. Là thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết, để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chốn này ngẩn ngơ, nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào em cũng say đắm lặng yên, trong đầu đang đợi chờ gì đây? Hôm nay là thứ mấy? À thì ra anh chỉ mong để đến lúc để gặp em. Này người anh yêu ơi, em tin anh không? Hãy về bên anh nha. Một ngày không em mới như đây. Bạn không thể làm bài, các em dùng bút nha. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa, hay còn ngắm những hạt mưa. Anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế hứa. Và ngày hôm nay xin em nghe câu ca em vì tặng cho em nha, là lời con tim dành trao về em vui trốn bấy lâu đêm mà. Một lòng một dạ mong ta thành đôi, chung một nhà cho môi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi, còn cả thế giới đã có anh lo. Ê, hả? Bà thi được không vậy?
À, thì cũng tạm tạm, chắc là cũng ổn á. Thôi được rồi bơ, bà tham quá. Mai đừng nghỉ học, đi trà sữa đi chị. Mai à? Ê, mai tao bận rồi, nay rảnh đi luôn đi. Ủa mai chị bận gì vậy? Chị người lớn mạng nít, mày đừng có hỏi mày nhiều chuyện quá. Chị nói ai nít vậy? Thì mày em tao mà là nít rồi. Nè 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 thôi đi. Sao hai bà xuất hiện với lộn hoài à? Nó nhức đầu ghê luôn á. Có em tôi rất ngợ đó. Đi bộ về mày. Nè. Ủa mà ông Quang đâu rồi? Ổng chắc còn ở trong lớp á. Chuyên gia lề mề. Vậy thôi cho đi sau đi. Đi chứ đi. Đi. Tụi bay vui quá nha. Người điểm hết ha. Mày không cần biết, nhưng mà chắc chắn là tao sẽ hơn mày rồi. Mày chắc chắn mày lớn điểm hơn tụi tao đúng không? Nhưng mà tốt nhất á là tụi bay nên lớn điểm hơn tụi tao. Nếu không có thì hiểu chưa? Vậy tụi bay. Chết rồi, tao không biết là nhà nó hả, khá giả học giỏi cỡ nào. Mà sao chảnh ghê á. Tao tới đây tao lại cố gắng. Vô. Chúc mừng chúng ta vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt đẹp nha. Chúc mừng. Nhưng mà tôi mấy người nghe nè, học tập á là phải cố gắng nha. Tại vì thấy căng quá. À, thôi không mấy mình vô thêm cái nữa đi nha. 100% vô. Bởi vậy chị nói với mày á, Quang á, nó sai lắm. Ông nghĩ sao vậy? Uống sinh tố với nước ngọt mà làm như bia vậy? Uống nhiều cho chết hả cha? Thì tôi tưởng sinh tố với nước ngọt, cái câu khẩu hiệu của nó cũng giống bia thôi. À, mà Phương nè, kỳ thi vừa rồi á, Phương nghĩ mình đạt điểm cao không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi cố gắng nhiều lắm. Mà tôi nghĩ là chắc được 90% á. Mà mọi người yên tâm đi, tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Tôi không thể nào mà để thua bọn nó được hết trơn. Tin tôi đi. Thôi thôi, bây giờ mình làm cái gì cho nó có quyết tâm đi chị. Quyết thắng. Vậy hả? Tôi á rất vui khi được làm bạn với bà. Tôi cũng vậy nữa. Cố gắng nhiều nha. Mình cũng với hàng cái đi. Tôi cũng rất là vui khi được làm bạn với bà. Bích cửa ha. Nè yeah. Con này. Nhưng mà em thấy lo sao chị? Lo gì? Em không biết là em có làm bài được không nữa đây nè. Thì tao nói mày rồi, mày bớt cái vụ mà chát chít lại của mày á, hàng đêm á, thì mày sẽ được điểm cao thôi. Chị hai nói đúng á, cứ nghe lời chị hai đi là điểm cao à. Cái việc đó là nó ngửi quậy không ghê. Cố lên rồi. Vô. Quang. Ừ? Ông hỏi cái đó, sao mà ông kêu nữa đi. Tôi khao. Thiệt không? Thiệt, không có lời tôi kìa. Ê, nó nói giỡn hỏi ba. Ôi, bà rồi. À, Phương ơi. Hả? Thôi, à, tôi với Vi về trước nha. Ờ, bye bye. Bye mai gặp. Lẹ mày. Trời, gái nữa phải đi từ từ chứ chị. Mà thôi, em có hẹn rồi, chị về trước đi, lát em về sau. Tao mét ba nè, thấy ngày nào mày cũng chát chít nha, thấy nghi lắm rồi nha. Ủa, em đi với bạn bình thường mà, có gì đâu mét. Mày đừng có nói tao là mày đi đánh lễ làng, quen cận nha. Trời, chị nghĩ sao vậy thằng đó hả, bít cửa nha. Đi mày, về sớm với mày. Thôi, em đi với nha, bye bye. Mày cha ghê trời. Ủa mà nó quen ai trời, sao không biết ta. Ây da, nào trước dậy vậy. Chửi cái gì? Trời ơi, tưởng đâu ai xa lạ thì ra là tên biến thái. Ai biến thái? Em nói ai vậy? Tụi nó ông á. Muốn ăn đòn hả? Ngon, nhào vô. Trời ơi, thôi đi bé lùng ơi. Tướng thì có chút xíu à, mà sung cho dữ vô. Ừ. Mà bữa nay đi đâu đây?
đi đâu kệ tôi. Hỏi chi vậy? Nhiều chuyện. Ủa? Mà xe ông đâu vậy? Sao đi bộ? Chắc là bị công an giao thông lụm mà chứ gì. Nhìn mặt là biết rồi. Anh đâu có phải là quái xế như ai kia đâu mà bị công an lụm được em. Ủa? Vậy chứ? Không phải mấy người á hả? Đâm đầu xe tôi hả? Cái gì? Ai đâm đầu? Chắc đâm đầu à. Chứ không phải là do em chạy lỗi em ủi vô anh hả? Nhưng mà sao mấy người đi theo tôi hoài vậy? Nghĩ sao cái mặt của anh mà đòi đi theo em hả? Đợt mơ. Tôi không có cãi mấy người nữa, mất thời gian. Cái gì vậy? Tôi theo nữa, xuống đi. Nè, nói cho biết nha, hôm bữa đụng vô cái chân của anh á, còn chưa bắt đền nữa nghe chưa? Làm như tôi mắc nợ ông hay gì á? Ông đi đâu? Đi đi rồi biết. Bực mình ghê trời. Anh nặng lắm á nha. Hai người ông tôi còn chở được. Ngồi ở đây, nhiều chuyện quá. Ông giải chân ông lên tay, tôi giải cho. Thôi, cái chân này của em mà đạp gì được. Để lên đi, anh đạp cho nè. Không, giải cho lên. Để lên đi, anh đạp còn nhanh hơn nữa. Thử đi. Chết. Có chuyện gì? Cái gì vậy? Ai ăn hết củi nhà mày hả? Sao em nói mày khó nghe quá vậy? Mà tao hỏi có chuyện gì? Ừ, thì tối nay thôi. Sinh nhật con Kim, mày có đi không? Đi. Nếu mà đi á, thì bây giờ qua đón tao đi shopping. 15 phút nữa tao qua. Ok. Alo, em nghe nè. Rồi, em biết rồi. Dạ, tối nay chỗ cũ nha anh. Cũng mới có mấy bữa chứ nhiêu. Không gặp anh cũng nhớ quá trời. Trời ơi. Linh, con đi đâu vậy? Không phải chuyện của mẹ. Con bé này. Anh nghe nè, trời anh yên tâm đi, chồng em đâu có biết gì đâu, tối ngày chỉ đi ăn nhậu thôi à. Rồi tối nay chỗ cũ nha. Rồi tới bao nhiêu. Nhìn từ đầu đến đuôi đến chân, chả thấy gì được hết trơn. Mà gái trong trường lại thích đó chứ. Còn ông đừng ám tôi được không? Sao ông cứ ám tôi hoài vậy? Được, muốn anh không ám em á thì em lo chồng này cho anh nha. Ông trên này cái gì vậy? Nghe nói nhà ông giàu lắm mà. Ủa, cái chuyện giàu hay nghèo á nó đâu có liên quan tới cái chuyện tính cái chồng này đâu. Ai mời thì người đó trả thôi. Nhưng mà hồi nãy ông kêu tôi chở vô đây mà. Ủa, anh nhớ là anh đâu có tự đi vô đây đâu ta. Như ai chở anh vô nè. Nhưng mà ai kêu tôi vô đây? Ủa, anh kêu gì em cũng làm rồi hả? Ai dễ thương quá ta. Nói gì cũng nghe phải không? Vậy em thử nói, em yêu anh đi. Bớt giỡn đi. Ok, vậy thì quyết định như vậy nha. Em tính chồng này. Nhìn chị ghét dễ sợ trời. Trời ơi trời. Chị ơi tên. Trời già. La 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 la. Những tháng năm vui buồn anh và em đã trải qua, dẫu có bao phong ba ta chẳng lùi bước, luôn mang theo lời hẹn ước bên nhau suốt quãng đường dẫu có xa xôi. Nhưng nỗi nhớ cứ rơi theo dòng sông nó đang trôi, trôi mãi đến cuối trời anh vẫn sẽ không cách rời. Dẫu gió mưa tới bời chia lìa đôi lứa, thì trong tim anh còn lời hứa bên chiếc nhẫn như bố anh ngày xưa đeo cho mẹ. We'll be right back.
gọi giùm bộ đi. Thôi, bộ đầu tiên lúc nào cũng là xuất sắc. Vào đây nha. Dọn giùm. Út. Dạ. Bà nói con nghe, là con gái á, cái công dung ngôn hạnh là rất là quan trọng, nhất là cái chuyện bếp núc. Con không biết nhiều, cũng phải biết ít, được chưa? Dạ, con biết rồi mà ba. Mày nãy giờ lặt rau sao rồi? Để con coi. Nghe ba. Nhìn mà con lặt gì kỳ á, rồi lá, rồi thân, rồi cọng. Sao ba đốt cánh? Ít chết, con để lộn bên á. Thôi thôi thôi, bây giờ con để ba làm cho nhanh. Con giúp ba làm việc. Vô trong, con lấy cái chảo, con chiên cái trứng cho ba. Hiểu chưa? Dạ. Mà khoan, nhớ là phải thi hành cho nó thơm. Hiểu chưa? Rồi vô làm đi. Ủa, mà ba ơi, chiên trứng vịt hay là trứng gà, nêm bột ngọt hay là đường, phi hành tây hay là hành tím, với lại xài chảo tròn hay là chảo chống dính vậy ba? Sao không hỏi ba là mở bếp ra sao luôn? Mở bếp ra sao ba? Thôi thôi, bây giờ con ngồi đây luôn, ngồi yên cho ba, để ba làm cho nha. Ba này. Ba, cho con ra ngoài chút xíu nha. Ăn uống rồi đi con. Con có hẹn rồi, sẵn ăn ngoài luôn, con đi sớm về sớm. Ừ, rồi. Ủa, chị đi đâu vậy? Xịt nước hoa ha, về mới ha, đồ đẹp ha, đi không có rủ ha. Đi đâu kệ tao, việc của chị ok. Em biết tẩy của chị hết rồi. Vậy mà nói, tôi đâu có mê trai đâu. Toàn là những lời bịa đặt dối trá. Dối trá con mắt của mày. Mày đi chơi à, ở nhà vui vẻ nha. Chị đi đi, coi chừng bị leo cây á. Ba, con đi á. Đi sớm về sớm. Dạ. Rồi. Ba, bà thấy không? Chị hai đi rồi, có mình con ở nhà với bà, có mình con ở thương bà. Út mà, đến là bà mới cương nhất nhà. Thôi, phụ lặt với ba đi, ba chỉ cho lặt nè. Lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết, để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ, nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào em cũng say đắm lặng yên, trong đầu đang đợi chờ gì đây. Hôm nay là thứ mấy? À thì ra anh chỉ mong để đến lúc để gặp em. Này người anh yêu ơi, em tin anh không? Hãy về bên anh nha. Một ngày không em như đánh mắt lẻ xong cứ nhắc tên em ngoài. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa, hay còn ngắm những hạt mưa. Anh thì ngồi tiếp nối ngày xưa cùng thế. Ủa, ở đây là phòng tranh của em hả? Đúng rồi. Tự tay em vẽ luôn. Đúng rồi Phương, tất cả tranh ở đây là do em vẽ. Em thích không? Thích. Ủa mà cái bức tranh cô gái này là ai mà sao đẹp quá vậy? Bức tranh này á, tranh này thì vẽ mẹ của An thôi. Ủa sao thấy Phương buồn buồn vậy? Tại mẹ của Phương mất rồi, cho nên Phương nhớ mẹ vậy mà. À, anh xin lỗi, An không biết. Có gì mà Phương thích vẽ tranh nữa, hôm nào rảnh á, An chỉ Phương chứ. Ừ, chắc chắn rồi. Thôi mà thôi, đi qua bên phòng này đi, bên phòng này nhiều tranh này. Khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết, để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên. Em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ, nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào anh cũng say đắm lặng yên. Mày làm gì này mà cười hoài vậy mày? Còn chi, hôm nay nó đi chơi với con nhỏ mới lớp mình. Chú cũng ghê thiệt ha. Tụi mày thấy tao nói hay không? Em Linh á, rốt cuộc cũng có đối thủ á. Hung dữ quá mà, cái gì cũng đáng. Em nghĩ á, là mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Sao vậy em? Thì theo tính cách của Linh đó, mấy anh nghĩ có dễ bỏ qua như vậy không? Hay là lại huy động lực lượng rồi đàn áp người khác như nhà em đó hay làm? Em là nói chuyện lúc nào cũng là chuyện. Chỉ thấy tội cho bé Phương thôi. Tai họ sắp ập lên đầu. Ủa sao bên này thấy mày lạ lạ vậy bóng? Mày không có nói gì vậy bóng? Thật sự khó nói. Phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu? Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em. Tao không biết. Đừng yêu anh nữa. Nói chuyện với Phương, tao thấy anh giống như là nói chuyện với Linh vậy. Chứ không như mày nghĩ đâu. Ủa, mà sao mày hỏi vậy? Không có gì. Mấy chú lừa ai chứ không qua mắt được tôi đâu. Chuyện gì cũng nên rõ ràng với nhau sẽ ok hơn. Đừng vì một đứa con gái mà làm mất lòng bạn bè. Ý mày là sao? Chuyện gì cũng không có lúc mình đó. Chứ hai chú, rõ ràng là anh như vậy. Nè, tao đã nói rồi nha. Không có chuyện đó đâu. Tính tình bây giờ cứ cứng đầu như con cố. Mình chơi nó nhỏ lớn rồi, hiểu tính tình nó như thế nào. Một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay anh. Không giữ được hạnh phúc ấy, để cho trái tim em tổn thương. Mày muốn gì? Tôi thích rồi đứng chơi được không? Ok. Hôm nay điểm của mày mà không cao thì tự hiểu đi nha. Tao không cần phải cân nhắc không? Đi nào, xuất ra coi. Không lẽ để tụi nó đi dễ dàng vậy? Mày gấp cái gì chứ? Từ từ nó cũng chết thôi. Tao nhìn mặt nó là tao thương nổi rồi. Gì lắm. Như cô đã nói, hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm. Dựa vào kết quả này, chúng ta sẽ sắp xếp nhóm học tập. Đồng thời dựa vào đây, chúng ta sẽ bầu lại lớp phó học tập. Nhưng có một chút thay đổi. Ai cao điểm nhất thì sẽ làm lớp trưởng. Cao nhì thì sẽ là lớp phó học tập. Cô đã xin phép ban giám hiệu nhà trường và đã được phê duyệt rồi. Không công bằng, em phản đối. Em cũng phản đối. Phản đối vô hiệu. Cô đã nói rồi mà các em không nghe rõ à? Với lại bầu chọn theo đúng yêu cầu mà. Ai học giỏi hơn thì người đó làm lớp trưởng. Có gì không đúng? Nhưng ban đầu đã thống nhất là lớp phó học tập và lớp trưởng giữ nguyên mà. Ủa? Bạn sợ hả? Đúng là thống nhất như vậy. Nhưng theo nguyên tắc dân chủ thì chúng ta bầu thì sẽ bầu lại hết. Có đúng không các em? Vậy là thông nhất. Trên tay cô đang cầm kết quả. Kết quả lần này đã có. Cao điểm nhất là... cao điểm nhất là Linh. Và Ngân Phương cùng 9,8 điểm. Tiếp theo là Duy Moon 9 điểm và Phong An 8,9 điểm. Như cô đã nói, lớp trưởng thì chỉ có một. Ai cao điểm nhất thì người đó sẽ là lớp trưởng. Cô đã chọn người có số phẩy cuối cao nhất để làm tròn thành 10. Người đó là... Ngân Phương.
sao thì chúng ta cũng phải tôn trọng kết quả. Ngân Phương, em sẽ là lớp trưởng, chúc mừng em. Lớp phó học tập sẽ là Linh. Các em có ý kiến gì không? Nếu không ai ý kiến thì lớp chúng ta sẽ nghỉ. Nghiêm! Ngoài lớp nghỉ. Bây giờ sao đây? Tao đủ điên với con nhỏ lắm rồi đấy nha. Mày nghĩ tao bỏ qua cho nó hả? Mà theo tao thấy bà cô chuyên dị ra mà. Rõ ràng là bên được con Phương. Chứ gì nữa. Mà thấy nhỏ là cũng dữ dằn thiệt. Môi trường chảy giáo viên chủ nhiệm. Nghĩ là một giáo viên chủ nhiệm nhỏ ấy Như nhanh như một ngàn năm. Mà lại nhà nào lại nổ. Đó nổi nhắc con Linh đi. Này ơi, để nhí nó nè như thế này. Kỹ nó là như thế này nè. Bà cô chỉ là một giáo viên nhỏ bé, vô danh. Mới ra trường được vài năm mà đã sổ mũi, dắt học sinh rồi. Nung, thằng này nó nung. Không biết ai dắt bả vô trường này vậy ha. Chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Vậy hả? Vậy để tao đưa bả vô vùng sâu vùng xa, dạy cho mấy đứa học sinh nghèo coi nhỏ luôn. Nghe có vẻ hay. Cười đi. Yếu hết rồi. Không thấy ai nói chuyện hả? Đi. Trời ơi, chị không biết được cái bộ mặt của tụi nó hồi nãy đâu. Thả dạ gì đâu luôn á. Cái mặt thì như cái mình rách vậy á. Cười cũng lộn luôn. Còn tôi cũng thấy giống Ngọc nữa đó. Cái mặt tụi nó nhìn như cái vẻ rách. Cười đau cả ruột luôn. Thôi mấy người bớt đi, tào lao quá à. Trời ơi, chị không biết đâu. Sung sướng lắm luôn á, đúng không? Tôi cũng thấy giống Ngọc vậy đó. Sung sướng lắm luôn. Ủa, có gì đó mắc cười. Vậy cũng cười. Vui quá. Chúc mừng nha quái xế. Quái xế cái đầu ông á. Đánh năm luôn bây giờ. Cái gì vậy trời? Có gì đâu mà thắc mắc hả em? Không lẽ em chưa từng thấy người lịch lãm như anh? Lịch lãm hả? Chắc là lịch lãm. Nhớ nha, nhớ cái mặt heo sữa của em nha nha. Ghét gì? Ơi, hai con này á mê trai á còn chấp nhận được. Ông mà cũng mê trai không hả? Ai nói với bà tôi mê trai? Vậy chứ, ông những gì rồi đó? Tôi nhìn ảnh, tôi ước sẽ một ngày được giống. Bởi tôi nói là không có gì sai. Cái trường này á, ai cũng mê trai. Cái kiểu cũng như là biến thái với nhau á. Trời, chị nghĩ sao vậy? Trai không mê, chứ mê cái gì? Tôi cũng thấy giống Ngọc nữa. Trai mà không mê, chứ mê cái gì? Cái gì? Ông có, ý của tôi là nói chung là cái này tôi sai. Alo. Ừ. Anh ba nè, chú Bảo ơi. Ừ. Sao chú? Linh nó học học hành đồ ổn không chú? Có gì chăm sự cũng nhờ chú nghe không? Mà nè, cho anh hỏi, đó đám giỗ của ba lần này á là mình làm ở đây hay là mình về quê đi chú? À, về quê hả? Nhưng mà công việc hiệu trưởng của chú ở trường rồi sắp xếp làm sao? Được nha. Ừ, rồi rồi, vậy nha. Rồi. Ba. Ủa? Nói chuyện với chú Bảo hả? Ừ, ba mới gọi điện cho chú Bảo nè. Hỏi về tình hình học tập của con đó. Con á, phước lắm á, mới có được người chú làm hiệu trưởng trường.
Bởi vậy con học tập cho nó tốt nghe không? Dạ. Ừ. Ba. Ừ. Ba nhờ chú Bảo chuyện gì? Những gì vậy? Thử cho coi mình thắp lối được bao lâu. Nghe. Yeah. Ủa, lớp này có tới 2 lớp trưởng hay sao? Ủa, tôi nhớ bây giờ Phương mới là lớp trưởng mà. Thôi các em ngồi xuống đi. Thầy tới thông báo hôm nay cô Phương có việc bận nên tới trễ chút xíu. Thầy thay mặt cô Phương coi lớp cho em. Tụi em lấy bài ra ôn đi. Vậy giờ tụi mình diễn lại cái cảm xúc hồi nãy trong lớp đi. Chỉ cho em chỉ là hiểu chuyện thôi. Bây giờ nhớ 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 Nghiêm. Ủa, tôi nhớ bây giờ Phương là lớp trưởng chứ bộ. Linh là 2. Phương mới là người điểm cao nhất đó nha. Mời các bạn ngồi. Mà lúc nãy á, em thấy con Linh ở trong lớp quên một cục luôn á chị. Chắc giờ đang tức ở trong lớp lắm. Nhưng mà nó tự chút lấy thôi. Ờ mà nói gì nói, chứ mấy bà cũng nên dè chừng nó đi nha. Chứ tôi thấy á, với cái tính độc ác nham hiểm của nó á, thì chắc chắn không bỏ chuyện này đâu. Ừ, đúng rồi đó Phương. Ừ mà ngoài nó là cháu của hiệu trưởng ra, nó là cái gì trong trường này vậy? Em nghe đâu á là trường này á là do ba mẹ nó xây nên. Gì vậy? Ờ nói chung á là nhà nó hình như là gấp chức quan lại lắm á. Nên tôi thấy á, nó kêu ca ngạo mạn vậy á, với lại nó cũng học giỏi nữa. Chắc ai cũng phải thiệt chừng đó ha. Mà tôi thì cũng thích nó. Nếu vậy chắc gia đình nó thích cưng nó lắm á. Ừ thì đúng rồi. Ba mẹ nó chỉ lo kiếm tiền thôi à. Hỏi sao mà nó không thương cho được. Mà nếu như vậy á, chắc gia đình nó phức tạp lắm. Chắc cũng không hạnh phúc đâu. Thôi, đến giờ rồi, mình đi vô lớp đi. Coi sao. Hai đứa ơi, đang ăn sáng nè. À. Ừ. Món này nè, cậu thích ba làm cho con đó. Ngồi đi, ngồi đi. Chắc con là con rể của ba hay gì á. Ngày mai ba nấu cho con, đúng không? Ba nhớ nấu nha. Rồi rồi rồi. Nào úp mà. Rồi rồi. Dạo này hai chị em học hành sao? Có gì vừa kể ba nghe coi. Dạ cũng bình thường mà ba. Nhưng mà con được làm lớp trưởng. Đúng rồi ba. Chị Hai xử đẹp hết mấy đứa xấu tính trong lớp luôn á. Cái con nghĩ chuyện cái gì hay đâu mà nói ba nghe làm gì vậy? Chị kỳ quá à. Không nói chị cũng la. Mà nói chị cũng la. Không biết sao cho vừa lòng chị luôn á. Thì mày bớt vô duyên lại đi. Tao sẽ hết nói về mày thôi. Thiệt á, là có mình chị nói em vậy à. Ai gặp em cũng khen em dễ thương, đáng yêu hết. Ai cũng hỏi Ngọc Ngọc sao em ăn gì mà em dễ thương, có duyên quá vợ. Đúng không ba? Đúng rồi. Con gái ba mà, đứa nào cũng đẹp cũng dễ thương hết. Không, nhưng mà con dễ thương đáng yêu hơn, đúng không ba? Đúng rồi, út của ba mà, thương rất già luôn á. Ba, hồi đó ba có đẻ con ra không vợ? Không, má con, sinh con. Ba kỳ quá à. Nói vui, ăn đi. Con với Ngọc, hai chị em đều đẹp hết. Con ba mà, đúng không? Em không. À, là con giống mẹ, giống ba con bị lỗi luôn. Con gái ba đứa nào cũng chân dài, đẹp nhất. Ngọc, chắc chân dài. Nhìn ói luôn á. Ủa mà mấy nay thấy ba hay ho. Ba uống thuốc đi khám bệnh gì chưa vậy? Không sao, cái bệnh người già mà. Trở trời lạnh là nó ho thôi. Tụi con cứ ăn không sao hết ha. Vậy ăn cơm xong rồi tao với mày đi mua thuốc cho ba. À, tự nhiên trời lạnh em thấy mệt quá à. Hay lát chị đi mình được không? Đúng rồi con, em nó đang bệnh. Nó ra là nó ho tội nó.
một tí xíu, con đi mình lắm, mua thuốc cho ba cũng được. Ăn xong, con lên phòng, đặt mình nghỉ cho ba nghe chưa? Dạ. Ừ, con ăn đi. Ba, con là con ghẻ của ba hay gì vậy? Em nó nhỏ mà con. Nó mà nhỏ cái gì, nó già lắm luôn rồi đó, ba cũng có lũng luôn à. Nhưng mà nó em con. Thôi mà, ăn đi. Mày ăn đi mày. Mày đi ngủ đi. Mặt thay ra. Em nó nhỏ mà, con ganh tị nó làm cái gì? Bà nói vậy thôi chứ bà thương hai đứa như nhau không? Chắc bà thương con á. Có, hai đứa như nhau. Mày nhận cái gì mày ăn đi mày. Gì mà cũng nhận. Ê Ngọc, sao chị hôm nay mày cảm thấy trong nhà khách là lạ? Lạ lạ là làm sao? Thì ba đó, giờ này thấy ba sao sao kiểu như tình ngâm buồn buồn mày. Kêu Phương có nhà cho ba, ba đi chợ mua rau gì cũng biết về nhà sách hay không. Thế tao hỏi ba, cái kiểu như nhớ lại á, cái chạy ra chợ kiểu như là lạ hay sao á, mày để ý là biết rồi. Hay là chắc ba ở một mình biết ba buồn nên mới vậy á. Chị đừng lo quá. Thì ta cũng hy vọng như vậy. Mà mày lo học đi nha, chứ tao thấy ba hả cũng lo mày lắm đó. Em biết rồi. Biết rồi. Ngày mai lớp kiểm tra học bài chưa? Học rồi, chị nói hoài. Thì dù sao mày cũng là em của lớp trưởng, tao nói vậy thôi. Là đừng để tao mất mặt. Hôm trước á mày nói có kiếm trao nha. Chị, chị. Chị. Cái gì? Vàng cất mũi không? Trời ơi, mày dơ. Chị mà cho em đi bộ là chị thấy cảnh á. Cảnh gì? Anh cất mũi. Ghê mày ơi. Ớ thì chứ. Là hôm nay đâu phải tụi ông trực vệ sinh đâu. Với lại tôi vô lớp định nhờ tụi ông photo tài liệu cho lớp nè. Ừ thì từ sau mới đến tổ của tôi trực. Nhưng mà hôm nay không ai làm thì tôi phải làm thôi. Ủa? Cái gì kì vậy? Ê, ai vừa đó phải làm chứ. Hôm nay ai trực? Đây. Thôi. Gì? Đến lượt bà mà làm. Không làm. Không thích làm không phải làm. Đó là quy định của nhà trường. Quy định nào? Bà học trường này thì bà phải theo quy định của trường này. Vậy thôi. Còn tôi là lớp trưởng, tôi mới học phải làm. Vậy đây có phải trực không? À không, lớp có học tập và ban cán sự được nghỉ. Ok. Ok. Thì ghét lớp. Thôi đất bạn. Làm cho sạch đó nha. Ok, được chưa? Phương làm gì theo tôi vậy? Phương chả quen cái cuốn tập hôm bữa mà quen cho Phương mượn chép á. Cảm ơn nha. Ấy Phương mua 2 cây, Phương cho Quang mượn 2 cây. Tặng cho Quang hả? Ừ. Trời ơi, Quang giúp Phương được đó là Quang vui rồi. Còn quà cáp kia không biết nữa. Thôi kể đi. Chữ của Quang á. Sao? Phương nhìn có khó đọc không?
Không, dễ mà còn đẹp nữa. Dễ hả? Vậy có gì Phương nói lại với Ngọc á là chữ của Quang đẹp xuất sắc luôn nha. Trời, có biết gọi để tôi. Ủa mà giờ Quang đi đâu vậy? À, Quang tính đi qua thư viện mượn mấy cuốn sách đọc. Phương đi với Quang nha. Ừ, tại vì Phương cũng tính đi thư viện mượn gì đọc nha. Vậy hả? Vậy thôi mình đi. Mai mang tập cho tôi mượn nha. Ok. Ủa mà nãy bà chép bài không kịp hả? Nó có chép gì đâu mà không kịp. Tối ở nhà chát chát cái gì mà tim tim cái gì đó. Thả tim đồ. Không có ai ngủ được nó hết trơn. Sao Phương nói vậy? Lỡ tiết đó Ngọc mệt rồi sao? Chị em tôi biết. Chắc là mệt Ngọc ha. Mà mấy người á, đừng có cho nó mượn. Để cho nó cục cờ đó, cho nó mang nhục với mọi người. Ủa, chị có phải chị của em không vậy? Chứ sao? Thôi được rồi, Vi mai khỏi mang tập. Tôi mượn của Quang được rồi. Quang, mai mang tập cho tôi mượn nha. Ok, nếu vậy thì hai cân về chung nhau đi, có về mình rất khỏe. Đứt cửa ha. Ngày nào tao phải chẳng theo sửa mày vậy á. Mà chết bà luôn à. Quá ăn đi. Mập luôn. Chị hai này. Có chuyện gì vậy mấy bạn? Quang hiểu rồi. Mấy bạn không cho Quang về đường này hả? Vậy thôi, Quang về đường khác. Nhà nhín đi đâu? Nhà nhín đi về. Nhã nhờ hả? Không có, Quang tính đi về. Chuyện mày làm mà mày không biết hả? Ủa, Quang đâu có làm gì đâu. Tao không thích nó nhiều. Quang đâu có nói nhiều đâu. Tự tao biết chuyện gì hả? Chuyện gì là chuyện gì? Nhỏ nó nín ngưng. Nó nói gì vậy? Nhỏ này học nhỏ hay nhún ngưng. Mày nhắn cho mày. Xin lỗi. Nó nói mày học giỏi đúng không? Không có, Quang học cũng bình thường à. Viết chữ cũng đẹp lắm không? Chữ của Quang thì dễ nhìn thôi. Chép bài cũng đầy đủ lắm đúng không? Thì mình chịu khó chút xíu là mình chép đủ à. Cũng hay giúp đỡ bạn bè lắm đúng không? Thì trong lớp ai cần gì thì Quang giúp thôi à. Nhưng mà tao cũng thích chuyện đó, ok? Mày này nhảy ngu quá hả? Đâu có. Quang đâu có giả ngu gì đâu. Mấy bạn cứ vậy hoài. Quang đâu có biết. Chỉ mình để cho nó biết. Khoan. Trời ơi, quái xế đi đâu mà nhanh dữ vậy? Gì nữa? Theo tôi làm gì? Thì cùng đường thôi. Ủa? Nhà ở đâu cùng đường? Để tôi, liên quan gì? Hôm nay không đi về chung với em gái hả? Kệ tôi, không liên quan mấy người. Oan gia nhỏ này. Đây là phòng của anh, thường xuyên luyện tập nè. Thấy sao? Phòng của anh đọc mà đẹp quá à. Thiệt chi, anh nhảy giỏi ghê á. Thôi em này, định khen anh hoài luôn. Lại những thứ làm không được, cố gắng thì được thôi. Nhưng mà em thấy anh vừa học vừa tự đi làm, nuôi bản thân. Với lại còn là đơn sơ nữa, thì là quá giỏi rồi. Em không biết chứ có những thứ anh mà thì giá chỉ mong để đàn ông để gặp em này người anh yêu ơi em tin anh không hãy về bên anh nha một ngày không em mới như đánh mất lẽ xong cứ nhắc tên em hoài giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa hay còn ngắm những hàng mơ anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế vào ngày hôm nay xin em nghe câu cảm vì
tặng cho em nhé. Là lời con tim dành trao về em vui trốn bấy lâu đêm mà. Một lòng một dạ bóng ta thành đôi, chung một nhà cho môi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi, còn cả thế giới đã có anh lo. Ê, bỏ thuốc nợ ông hả? Bỏ. Vậy sao ông lưu tôi hoài vậy? Ủa, em có đuôi hả? Tôi ông nè, bây giờ ông muốn giỡn tôi. Muốn trà sữa, cho nên mới ngồi ở đây nè. Anh muốn trà nào là anh qua bên kia rồi. Uống đi. Mà tôi hỏi này nè, ông với tôi là không có thân nhau, cũng không có ưa gì nhau hết trơn á, đúng không? Mà sao ông theo tôi hoài vậy? Gái trong trường này nó mê ông cái đống đó, thiếu gì sao ông chọn? À? Chính vì á, gái nó mê không thiếu, nó đâu còn gì nữa đâu thú vị. Thôi mà tôi thấy á, ông với con Ngọc em tôi á cũng hợp nhau lắm á, kiểu như là biến thái tào lao với nhau. Ủa, anh ơi, hình như ngoài kia có gì á. Làm những đó cũng không xong nữa. Mẹ, vô đi. Chẳng bao nhiêu cũng xong. Ủa, làm gì đông quá vậy? Đông nó mới vui với em. Còn quay phim đó là sao? Thì nhiều lúc mà anh buồn anh nhớ em, anh đem anh coi. Anh đừng có biến thái nha, tôi la lên á. Em la lên hả? Em la lớn lớn lên nè. Lớn nữa nha em, ai nghe đâu. Gọi. Quay nha. Nhớ lái cận nhắc nghe chưa? Vừa nhắc, nó gọi liền, Linh nghe chưa? Nghe mày con quỷ. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ê. Gì vậy? Ê, làm gì hả quản vậy? Con Ngọc em tôi có chuyện rồi. Chuyện gì? Chuyện... Sao đây? F4 hả? Mày còn nhớ tao chứ? Mày nên nhớ, ở đây tao là trùm trường. Nói hay quá ha. Tụi bay chưa nghe danh F4 hả? Thằng nào muốn làm trùm trường? Thằng nào? Quyên! Dạ, đâu có dễ dàng như vậy được. Thằng nào muốn về thì chui qua đây.
4 hả? Mày còn nhớ tao chứ? Vậy thì hôm nay mày chưa qua hán tao đi. Thằng nào muốn về thì chưa qua đây. Nhắc tới F4. Tụi mày quên tụi tao rồi sao? Về sớm vậy con? Con về sớm mua trái cây gọt cho ba ăn nè. Phải không? Có mưa bão gì không đó? Ba nghi quá. Không dám đâu. Con phải dụ dữ lắm nó mới dậy được buổi sớm một ngày chứ dễ gì. Chị im đi, chị biết gì mà nói. Em về sớm mua trái cây gọt cho ba ăn nè. Em thương ba lắm á. Ghê không? Chắc thương. Gọt lẹ đi, ăn coi. Vậy thôi chị gọt đi. Con nói ba rồi, chắc là nó thương ba đó. Em đâu gọt đứt tay sao con, cho tôi giúp nó đi. Em chỉ gọt cho ba ăn thôi, chứ em không ăn. Không ăn. Vậy chị gọt cho em trái này, trái này, trái này. Còn cái trái này á, chị em ăn. Chị gọt đi. Là nó chỉ cái ăn trái này, trái này, trái này, trái này. Còn thanh long, chiều nó ăn đó ba. Đúng rồi. Vậy cái dĩa như vậy, còn cái nào mày không ăn không? Còn cái dĩa không? Mày ăn luôn đi. Thôi 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 thôi. Hai chị em chứ. Lúc nào ngồi gần cũng cãi nhau à. Nhà mình ăn trái cây nhiều tốt. Hai đứa ăn nhiều vô, đẹp da. Con không cần ăn cũng đẹp rồi phải không ba? Con đẹp giống ba. Hồi xưa ba đẹp lắm. Bây giờ bớt nhiều rồi. Giống ba mà đẹp. Sao cười thiệt, hồi xưa ba đẹp mà. Ủa? Chưa ba nói cho hai chị em ăn vậy?
hôm nay bà nấu cái món mà tụi con thích, như là món canh chua cá lóc nè, rồi cá kho tộ, mấy món là coi như là tụi con thích không á. Bây giờ Phương gọt trái cây xong, mình ăn xong con đi chợ mua đồ cho bà nấu cơm. Ngọc, dạ, hồi sáng có dậy sớm phải không? Dạ đúng rồi ba. Ăn xong lên phòng nghỉ cho bà, tới giờ bà kêu xuống cơm. Ba đúng là số 1 mà. Ủa vậy còn con? Con là công việc của ba vậy? Con đậu nãy nói em con. Ý con hỏi ba sao con giống con ghẻ quá vậy? Sao con nói vậy được, con là chị hai mà, em nó nhỏ nó biết gì đâu. Con đi chợ cho ba đi, về ba nấu cơm cho. Nè ăn đi. Rồi ăn đi con. Ăn đi ba. Mẹ ăn không? Đâu em ăn đâu. Con ăn. Ăn đi con. Bé con gọt có mới ăn được. Ngon rồi, ngon. Ngon à? Ngon rồi, ngon. Ai vậy? Ừ, ngon lắm. Ngon. Ngon. Ngon tiếp đi chị. Ngon lắm. Này ăn nàng này đi chợ chứ chưa? Chua à. Ngọt mà, đúng không? Cái miệng gì á. Một lòng một dạ bóng ta thành đôi, chung một nhà cho môi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi, còn cả thế giới đã có anh lo. Alo, chuyện kia sao rồi? Yên tâm, chuyện đó xong rồi. À, mà chuyện của cô chủ nhiệm sao rồi? Tao nói thiệt, tao ngán ngẩm bà cô chủ nhiệm lắm rồi. Cứ mỗi tuần là bả mem ở mời phụ huynh tao. Mà tao nói thiệt nha, phụ huynh tao đâu phải muốn gặp là gặp đâu. Làm như dễ gặp lắm không bạn? Mày sợ gì mà không cho gặp? Chẳng qua mày muốn xử luôn con nhỏ kia thôi. Ừ thì một công đôi chuyện thôi. Mà tao thấy người lợi nhất cũng là mày thôi. Có gì nói chuyện sau nha, tao bận rồi. Ok bye cưng, thứ hai gặp. Môi thơm trái tim loạn nhịp, ngày nào anh cũng say đắm lặng yên trong lòng đang để chờ gì đây. Hôm nay là cô có hai việc muốn thông báo với lớp chúng ta. Việc thứ nhất, vào cuối tháng sau thì sẽ có cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Bạn nào đạt kết quả cao thì việc đi du học ở Mỹ, Anh, Nhật, Sinh sẽ không còn xa. Như vậy thì lớp chúng ta cùng cố gắng nha. Cô, em lựa chọn đề tài theo nhóm. Không lẽ cả nhóm đi du học luôn hả cô? Nghiên cứu cùng nhau nhưng bài dự thi là riêng nha Moon. Như vậy có nghĩa là các em thi độc lập và không liên quan đến nhau. Bạn nào giỏi hơn thì sẽ được chọn. Còn ai có ý kiến nào không? Còn việc thứ hai đó là thành lập nhóm học tập, giúp các bạn học yếu sẽ học tốt hơn. Danh sách học tập cô dán ở cuối lớp. Nếu như ai có ý kiến gì thì hãy gặp cô nha. Tuần sau lớp chúng ta sẽ có bài kiểm tra một tiết để xem nhóm học tập phát huy như thế nào nha. Có ai có ý kiến gì không? Vậy lớp chúng ta nghỉ. Yeah. Ủa hai bà, ông Quang hôm nay không đi học. Tôi cũng không biết nữa, hồi sáng tôi lên phòng yếm thị á, tôi đọc được tờ đơn của ổng, ổng xin nghỉ mà ổng bị bệnh gì á. Ủa, mà chị hai, chị định chọn người học sinh giỏi toán hay âm giờ? Chắc môn toán á. Trời, nếu vậy là chị chọn giống nhỏ Linh rồi đó. Ừ. Trời, không nhận, bà học giỏi thiệt luôn á. Được đi thi học sinh giỏi, còn tôi thì điểm không cao lắm mà. Học giỏi có gì đâu mà có. Tối ăn cơm xong học bài xong ngủ sớm. Chắc chết làm cái gì? Ừ, đứa nào học giỏi mà không nói vậy? Học giỏi đâu khó đâu. Đúng rồi, học giỏi đâu có khó. Mà tối nào chị hai. Chị em mượn tập đi chị hai. Ủa Vy, bà là bộ may sao bộ bà kêu vậy? Ừ, không phải tôi. Không có nói. Tôi cũng đâu có đói. Chị hai ơi, em đói bụng quá. Hay mình đi canteen mua đồ ăn nha. Là như có tiền. Trời, nãy em thấy chị móc một cọng tiền lẻ không à. Em ăn cho hết rồi Vy. Vy, tôi đúng không? Tôi mắc nợ. Sao nhà mẹ em ăn cơm đi. Ăn rồi, giờ đi ăn nữa. Biết thằng con heo. Đi đây. Nợ mày thấy gì? Chị hai là số 1. Bữa sau ăn cơm nhiều vô nha. Mặt con heo. Ông Quang này làm cái gì mà chậm rề cơ mò.
nhanh nhẹn chút xíu là con Ngọc nó yêu rồi. Phải tốt hơn không? Ủa chị nói gì vậy? Em thấy chị giỡn không có vui nữa nha. Kìa, tình yêu mày đến rồi kìa, vừa nhắc xuất hiện liền. Em cho chị nói lại lần nữa. Ê, đứng em. Cái xì tai gì mà lạ lùng quá vậy, ai chỉ vậy? Nhưng mà tôi thích, mà xin đi. Nay ai chỉ ông cái xì tai mà đội nón che một con mắt kìa. Mà con mắt ông bị gì vậy? Đâu có bị gì đâu, đội vậy nhìn cho nó modern thôi à. Ngọc, lấy nón ra. Ây da. Con mắt ông bị gì vậy? Ông bị ai đánh đúng không? À, không, đâu có bị gì đâu. Chứ làm sao? Ông mượn tiền sao đen hả? Hay sao mà mắt ông ra nông nổi này vậy? Nghĩ sao mà tôi dám đi mượn tiền sao đen chứ? Chứ ông bị làm sao? Bây giờ ông có cởi nón ra không? Thôi, không cởi được không? Lẹ đi! Bây giờ ông không nói lắm không? Ngọc, cái gì? Thôi, tôi nói. Vậy em cởi nón ra! Ông bị ai đánh mà ra đông nổi vậy vậy? Ai? Đám con Moon với đàn Xin á. Biết ngay mà. Sao mà tụi này nó ác dữ vậy trời? Tại sao tự nhiên tụi nó đánh ông? Tôi cũng đâu có biết đâu. Tự nhiên tôi đang đi trên đường về á, cái cả đám tụi nó chặn đầu tôi lại vậy đó. À, như là chắc là do là tại tôi cho Phương mượn tập. Với lại âm mưu của tụi nó là không muốn cho Phương học, để con Linh á được điểm cao hơn Phương. Nhưng mà tôi cho Phương mượn tập cho nên tụi nó biết. Thì ra là vậy. Tôi không biết, tôi xin lỗi nha. Tại tôi mà ông bị như vậy á. Thôi, không có sao đâu. Tôi đâu có trách Phương đâu. Tụi này còn ác hơn sao đen nữa. Đã quan giúp chị nên mới ra nông nổi này nè. Tội nghiệp ổng quá. Thôi chút xíu nữa uống nước xong á, tôi với lại em tôi dắt ông đi ra ngoài một chút uống để đi học chứ vậy sao đi học được. Không có sao đâu, tôi mua thuốc rồi mà Phương yên tâm đi, tôi không có giận Phương đâu. Mà nhớ lòng gà cho nó tan. Còn cái chuyện này thì cứ để tôi tính cho. Cứ đi học đi, đừng có nghỉ nha. Mất mới phải nghỉ. Còn cho tôi mà. Quang biết rồi. Giờ Quang uống gì Quang kêu đi. Sữa nha. Đi sữa. Tôi vẫn tên hết tại ra lấy tầm một cơm nha. Thành là lời con tiếng dành trao về em vui tròn bao lòng em mà một lòng một dạ bóng ta thành đôi chung một nhà cho môi kề môi em chỉ cần tin anh thôi còn cả thế giới đã có anh lo. Sao mày dám? Chỉ là vô tình gớt thôi mà bạn. Mày nó bình tĩnh lại đi, Phương cũng thôi luôn đi. Tình đấy, muốn làm gì làm nhá. Mà Phương, mặt bà còn đau không vậy? Mặt thôi, còn ê ê. Nhưng mà hả, tôi chắc chắn như là một điều hả? Không đau vào lúc tôi tát ở đâu. Tức quá mà. Trời, hồi nãy em thấy chị hai tát cho nó một cái đã hết sức có thể luôn á. Tôi cũng thấy vậy á. Tôi cũng thấy giống Ngọc Vy Trang à. Đúng là cái cú tát của bà hết sức có thể luôn. Sao gì ông cũng Ngọc trơn vậy? Nhưng mà hả, tôi cũng đâu có muốn đâu. Chẳng qua là hả, tôi có tự chút lấy tôi đó thôi, tôi có tát tôi dậy bộ.
hồi nãy á, tôi nhớ lại cái cảnh á, mà nó tát bà, sao mà tát nó, trời đến giờ tôi còn ám ảnh luôn á. Mà bà gan thiệt á, gan gì trong lúc đó mà gan gì. Giờ em vẫn còn sướng sướng thỏa mãn gì đâu á, vì hai đứa là số một của em. À, tôi cũng thấy giống Ngọc luôn á. Đúng là thấy cái cảnh mà tương tác của nó, tôi cảm thấy hả hê gì đâu. Ê, bà Bi, bà có mang hai dầu không vậy? Có. Xíu tôi một miếng nha. Ừ. Tụi nó nghĩ hả? Tụi nó là chùm trường, tụi nó hay hả? Có thử bây giờ lại đây đi. Tôi chấp hết luôn. Vậy là ông sẽ bảo kê tôi đúng không? Ừ, bảo kê hết. Con gái trong đàn mình á, là tôi bảo kê hết luôn. Vậy mỗi lần mà nó ăn hiếp tôi thì lại kiếm ông nha. Ừ, cứ kiếm tôi. Tôi chấp hết. Cái gì vậy? Cái chuyện đó hả? Muốn gì? Trời ơi, chị tôi giỡn á chứ có đâu. Con thỏ vẫn là con thỏ. Giỡn hả? Tôi giả bộ vậy thôi. Chứ thử tụi nó lại đi. Tôi chấp hết luôn á. Mang lên coi, cứng rắn lên coi. Giỡn. Phong độ lên coi. Thôi kệ, gán đi, thấy mạnh mẽ cũng được. Mang lên coi. Đó, vậy mới được chứ. Nói gì nói chứ bạn bè mà đúng không, cái gì phải có nhau không. Tụi nó đánh tôi là ông có mặt nha. Ừ đúng rồi, có mặt tôi chơi đoán luôn á, giỡn đâu. Được vậy, được vậy là bữa sau á, hình như là tôi nghe tụi nó hẹn đánh thêm hay gì á. Bữa nè, à tôi không mấy, là tôi thấy vậy nè, không mấy mình què đi chứ mà mình đánh lộn hoài á, thầy hiệu trưởng mà biết được là không để yên đâu, đuổi học luôn á. Vậy hả? Ừ. Vậy bữa sau mà tụi nó đánh tôi là tôi phải... Tôi sẽ trả lên phòng hiệu trưởng tôi mát. Ừ. Nhớ nha. Nhớ. Ừ. Chứ tôi gì đâu chứ, thử ra trường đi, ra khỏi cổng trường đi. Ra sao? Tôi xử hết luôn. Gàng quá. Không phải dần dừa đâu. Còn gì nữa. Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh, thật sự khó nói phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu nên yêu anh. Sao ai ngồi trong việc đó xin em hãy không đừng làm rồi hiểu lầm. Có nhiều lần đến thấy An với nó nói chuyện rất thân mật. Vậy An với nó là sao? An và Phương chỉ là bạn bè bình thường của Linh. Chỉ khi tim em tổn thương, chỉ khiến em đau lòng thêm, chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác, Lân. Xứng đáng hơn anh và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó. Sao rồi? Thì
Ba con phải gặp chuyện theo dõi. Tôi không biết ba phải làm sao nữa. Người lớn tuổi mà dễ mất sợ lắm. Tôi nhớ trong sáng bác cái kiểu này. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu. Sẽ có một ai đó. Em cũng không muốn vào da nha. Tôi thấy mệt quá. Bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn ai. Một người sẽ không khiến anh đau buồn. Hãy yêu anh nữa một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi. Vì sẽ có một người. Ủa anh ơi, ba em đang đâu vậy anh? Ba em chuyển vào trong phòng hồi sức rồi. Ủa, anh không vô chung với em hả? Anh có việc nên anh đi trước. Em vào thăm ba đi. Ôi, mà gặp ra bao thấy thằng ngang á, nó cũng thân với thằng Linh á. Đúng không thôi? Thân nhau là đúng rồi. Người nó yêu nhau từ thời mẫu giáo mà. Cả trường này ai mà biết. Thân thì có, chứ chưa chắc đã yêu à. Sao em biết? Thì em thấy theo cảm nhận của con gái vậy thôi. Nhưng mà tôi nghe nói á, hồi đó gia đình thằng An nó phá sản. Rồi ông bà già của ông Linh á, giúp đỡ gia đình nó, nên nó mới có được ngày hôm nay. Rồi hai gia đình nó có món nợ ân tình với nhau đó. Bởi vì tụi nó mới thân thiết tới giờ đó. Chị đi ra. Dạ, bà vậy rồi đó. Tao thấy gì cũng đúng. Nhưng mà An nó vui à. Bởi vì tôi chưa nói gì nha. Sao mày hỏi vậy? Mày chỉ trả lời câu hỏi của tao trước đi. Tao cũng biết nữa. Đó là chuyện của mày. Nhưng mà tao thích Phương. Và tao sẽ cứu Phương. Tao chỉ nói cho mày biết vậy thôi. Tên là chú. Cuối cùng thì thằng cứng đầu nó cũng chịu thừa nhận rồi à. Mày nói á, ghét đứa này trợ trợ của nó. Mà cái anh báo ảnh lạ lắm. Cái gu của ảnh là những cái style lùng lùng. Trường này hết gái à. Ủa, lúc này là cô Mimim không biết suy nghĩ cái gì luôn á. À, hay là... Ai cần à, huynh đệ tương tàn. Chắc không có đâu. Con bé đó, có gì mà hai ảnh cùng thích chứ. Chẳng qua là anh báo thích thể hiện với nó. Em không có biết nữa. Thì đừng có nói, không hiểu tụi nó bằng anh không. Bớt nói lại cho cái miệng nó dễ thương nó sang ha bé ha. Nha. Vì lớp trưởng có việc nhà bận xin nghỉ vài hôm cho nên là lớp phó học tập giúp cô chuẩn bị mọi thứ cho đến khi lớp trưởng đi học nha. Cả lớp mở sách ra trang 15 nha. Ủa Vy, bộ nhà bà Phương có chuyện gì hả? Tội nghiệp cho bà Phương với lại bà Ngọc lắm. Ba hai bả bệnh nên nằm trong bệnh viện á. Cơ hội tốt của tụi mình kìa. Hồi lúc nó đang điêu đứng ảo luôn đi. Thank you.
ba xuống ngồi ba. Mệt ghê vậy á. Chị Hai đỡ ba xuống coi. Mày ngồi đó, ba ngồi đâu? Ờ ha. Và mày... Má ba hả? Em quên. Sao? Ba ngồi xuống đi ba. Ba ấy khỏe chứ thật chưa ba? Khổ hai đứa á, ba nói là ba khỏe nè, nhìn nè, ha. Dạ, ba không bệnh gì hết trơn á. Vậy bây giờ ba muốn ăn gì, ba muốn uống gì, ba nói đi để Ngọc đi làm, ha. Ừ, Ngọc nấu cho ba ăn. À, nấu ăn hả ba? Ừ. Con á thì không biết, nhưng mà chị Hai biết á, để chị Hai nấu cho ba ăn ha. Không biết đọc cho biết. Ủa, thì chị nấu ngon thì chị nấu đi. Thì bây giờ tao chỉ mày nấu. Thôi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Để ba vô ba tự nấu ba ăn nha. Đưa, con ngồi đây đi. Ba mệt mà ba ngồi nghỉ đi. Ừ, để con nấu cho. Vậy bây giờ á, tao nấu ăn, việc nhà mày lo mày dọn dẹp, ok không? Ờ thì ok, em làm hôm nay thôi, ngày mai là một mình chị làm nha. Lúc nào ba cũng cưng chiều đó, giờ lại biết hư vậy á. Phương, ba nói nghe nè. Dạ. Đến đây ba mệt, con cháu đi ba. Dạ. Ba khỏe, ba phụ cho con. Chứ em nó nhỏ nó có biết gì đâu, đừng có cãi với nó nữa. Nó mà không biết là con quỷ á. Đi mày, lẹ lên. Từ từ nè. Thiệt tình, hai đứa con gái mà cãi nhau tối ngày. Ông bị khùng hả? Làm gì là lớn quá vậy? Bây giờ này em chưa dậy đó. Thì mấy hôm nay ba bị bệnh, vô viện chăm ba. Rồi ba mới đến đây chăm ba. Nên giờ học bài, ôn bài. Ủa mà kiếm được cái gì không? Đến nhà em biết một việc. Không biết em có cùng giúp không? Biết chuyện gì? Em cũng say đắm lòng em. Trong đầu em nhảy dần và tập sinh. Em bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? Thì tiền công có bao nhiêu? Em muốn bao nhiêu? Mà thôi, từ từ đi. Em cứ suy nghĩ đi. Khi nào có kết quả thì nói cho anh biết. Các chuyện cũng có thật lớn quá. Ủa mà em đang học môn gì? Môn lý bài 2. Là lời con tiếng dành cho về em vui trốn bấy lâu đêm mà một lòng một dạ bóng tay. Ủa mà lạ nha. Sao mà lo học quá vậy? Em chỉ cần tin anh thôi còn cả thế giới đã có anh lo. Chuyện gì mà mặt nghiêm trọng quá vậy? Chuyện này nghiêm túc không có giỡn rồi nha. Thì nói đi tôi nghe nè. Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh? Thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi. Tìm một người. Ông bị khùng á. Chắc là hết trò chọc ghẹo tôi rồi mới lấy trò hẹn hò ra đúng không? Không có phải, nói nghiêm túc mà. Bớt giỡn đi, vui về, giỡn có vui chứ. Ê, nhưng mà anh chưa nói xong mà. Chỉ khi em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác xứng đáng hơn anh và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu.
một ai đó gần kề. Yêu em từng ngày bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Một người sẽ không khiến em. Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra cho các em. Kiệt lên phát bài cho lớp nha. Chấm bài cô không thấy bài kiểm tra của em. Nhưng bữa đó là em có kiểm tra em lập bài mà cô. Dạ đúng rồi cô, bữa đó em với lại Quang lên lập bài chung với Phương mà. Dạ phải đó cô. Dạ thưa cô, hôm bữa em có thấy lớp trưởng lập bài mà cô. Nếu thế thì chắc thất lập bài của Phương ở đâu đó. Vậy cô sẽ cho Phương kiểm tra lại nha. Nhưng mà Phương sẽ bị trừ 30% số điểm. Vì theo luật thì sẽ không được kiểm tra lại, nhưng để công bằng với các bạn thì cô sẽ cho. Phương có đồng ý không? Dạ, đồng ý, em cảm ơn cô. Ok, vậy tiếp sau Phương qua lớp bên kia kiểm tra với các bạn nha. Phương. Cái gì? Đâu cái gì. Chị Hai, uống nước đi cho bớt bực. Nè, uống rồi bớt nói. Thôi trả nè, uống đi cho bớt dữ. Mà thiệt tình luôn á, Quang không thể nào hiểu nổi. Tại sao cái tờ giấy kiểm tra nó đâu có chân đâu, mà tự nhiên nó lại chảy mất. Kỳ lạ thiệt, chắc là có khúc mắc gì ở đây á. Để em đi điều tra coi có phải đám tụi Linh nó làm không. Thôi bỏ đi, dù sao hả, tao cũng được cho kiểm tra lại rồi. Tụi bay chi cứu lại chi nữa. Trời, đâu có dễ dàng gì mà tha cho tụi nó được. Đúng rồi đó Phương, Ngọc nói đúng á. Sao mà dễ dàng tha cho tụi nó được. Cái chuyện này hả, là phải điều tra cho ra lẽ. Ừ, ông hay quá, vậy ông đi điều tra đi. Sao tự nhiên bắt mình Quang đi điều tra vậy? Ít ra thì Ngọc với Phương đi điều tra chung với Quang chứ. Ủa nào mạnh miệng lắm mà. Nhát gì hỏi đế. Chị Hai, bình thường em thấy chị thông minh, chị dữ dằn lắm mà. Sao nay chị hiền quá vậy? Chị tha cho tụi nó. Thôi từ từ đi, biết phải tụi nó làm hay không? Hay là ai? Làm sao mình biết được? Mà hai tụi bay á, đừng có dính líu chuyện này nha. Tao nói rồi á, nè. Ê, Ngọc, vậy giờ mình tính sao? Tính sao là sao? Nào ông nói hay quá mà, ông đi điều tra đi. Nhát gì thọ đế, ông tin tôi đổ ly nước đậu không? Gì con gái thời nay, dữ gì trời? Cái con Phương như vậy, nó hả hê dễ sợ. Cũng đáng lắm, còn nhớ tại Lâm. Mà đáng lý ra nó được 0 điểm, chứ không phải là được kiểm tra lại như vậy. Kiểm tra lại thì nó cũng cao nhất là 7 điểm thôi. Mà nó không cam tâm, mày không thấy bà cô tính nó ra mặt hả? Mà mày không tính, làm gì sao? Mày gấp cái gì? Kịch hay còn ở phía sau. Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh. Thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người ơi. Đừng yêu anh nữa, chỉ khiến tim em tổn thương, chỉ khiến em đau lòng thêm, chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác, xứng
đáng hơn anh và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu. Sẽ có một ai đó gần kề yêu em từng ngày bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay anh. Mày làm gì mặt buồn tiêu à? Tao nghĩ dù bài thật của Phương có người chơi xấu Phương thì phải. Mày còn tao điều tra không? Em hả? Hôm trước ai lại nói là phòng lắm chị cái đầu đứng chay vậy? Không ai chứ ai. Ủa? Ủa nó không sợ camera hả? Lo gì, phải tắt cái camera đi. Ừ, không, cao tay thiệt. Vô lớp đi, để tao giải quyết cho. Có chuyện gì vậy? Tại sao Linh lại làm như vậy? Ủa là sao? Linh không hiểu. Cái vụ bài kiểm tra của Phương á là do Linh cho người đem giấu nó đi đúng không? À là chuyện đó. Là Linh làm đó. Thì sao? Tại sao Linh lại làm như vậy được chứ? Linh trở nên đáng sợ từ khi nào vậy hả? Là khi nó xuất hiện. Mà từ khi nào anh chứ nó binh vực nó vậy? Anh đâu có. Linh cho nên đáng ghét trước mặt An á, cũng bởi vì nó đó. Hỏi thử, có đáng ghét không chứ? Linh đừng có vô lý như vậy. Tại sao Linh không nhận lỗi mà cứ đổ hết lỗi cho người khác vậy? Ok, Linh có lỗi. Nhưng mà An đã sai, chỉ quen một đứa như nó đó. Linh đừng nói cái gì vậy? Linh nói là Linh không thích nó. Và nhắc luôn cho An nhớ là Linh mà muốn cái gì là phải làm được cái đó. Hạnh phúc sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn ai. Một người sẽ không khiến anh đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thấy anh. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư. Các em vừa rồi đã được nghe bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Và thầy thông báo một tin vui, đó là tuần sau lớp chúng ta sẽ thi học kỳ 1. Nên từ bây giờ các em cần hệ thống lại những kiến thức mà các em đã học. Vì đơn giản bây giờ các em bắt đầu học thì đã quá muộn rồi. Và thầy cảnh báo nha, đề lần này là do Bộ Giáo dục ra chứ không phải là bên sở hay là bên trường. Nên kiến thức sẽ rất là rộng, rải rác ở các chương. Các em không học bài á thì sẽ không làm bài được đâu. Các em ráng mà học. Chúc em thành công nha. Mày có nghe ba mày nói gì về đề thi không? Không có. Mày không sợ điểm khó không? Mày nghĩ tao sợ hả? Mày thì không sợ điểm không cao, nhưng mà mày chỉ sợ của một người. Mày im đi. Mày yên tâm đi, tối nay sẽ có kết quả thôi. Giờ thì đi về. Thank you.
nhiêu ạ? Số 3, mà số mấy? Em số 9. Chắc lát để em làm được 9 điểm quá. Rồi, bây giờ thầy sẽ đọc tên từng bạn và các cặp lên đây rồi vào phòng thi nha. Rồi, các em chú ý lắng nghe tên nha. Số 1, Quỳnh Như. Simon. Hãy còn ngắm những hạt mơ anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế hứa. Và ngày hôm nay xin em nghe câu ca em vì ta cho anh nha, là lời con tim dành trao về em vui trọn bấy lâu đêm mà một lần một dạ bóng ta thành đôi chung một nhà cho môi kề môi em chỉ cần tin anh thôi còn cả thế giới đã có anh lo. Không được sử dụng điện thoại, không được sử dụng tài liệu, không được nói chuyện, không được nhìn bài. Lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang cho này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào anh cũng say đắm lặng yên trong đầu đang để chờ gì đây. Hôm nay là thứ mấy? À thì ra anh chỉ mong để đến lớp để gặp em. Này người anh yêu ơi em tin anh không? Hãy nghe bên anh nha. Một ngày không em anh như đánh mất lẽ sống cứ nhắc tên em hoài. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa hay còn ngắm những hạt mưa. Anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế hứa. Và ngày hôm nay xin em nghe câu ca em vì tặng cho em nha, là lời con tim dành trao về em vui trốn bấy lâu đêm mà. Một lòng một dạ bóng ta thành đôi chung một nhà cho môi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi còn cả thế giới đã có anh lo. Đó, thời gian làm bài, các em lên làm bài cho cô. Số 5, Phó Sinh. Số 6, Tùng Huy. Số 7, Linh Nhi. À, cô ơi, có tờ giấy gì trong học bạn số 3 kìa. Giấy gì? Không phải của em. Đây là tài liệu thi môn hôm nay, em có giải thích gì không Phương? Nhưng mà cô ơi, cái đó không phải của em. Vậy tại sao lại trong học bạn của em? Em... Thôi giờ vậy đi, các bạn khác một bài, còn bài của Phương để đó, tí nữa lên phòng bài giám hiệu với cô nha. Rồi, số tiếp theo, số 8, Thanh Hoàng. Số 9, Tỷ Ngọc. Tài liệu này của em phải không Phương? Dạ, cái này không phải của em đâu thầy.
Thường thì á, bài của em á, chép vào tập, chứ em không có photo tài liệu. Em nói thiệt, thầy tên em đi thầy. Được rồi, anh ta cặp rồi đi, thầy kiểm tra tập của em. Dạ thầy. Gì đây hả Phương? Em nói dối thầy hả? Dạ thầy ơi, cái này không phải của em thầy. Cái tài liệu này á, trùng khớp với tài liệu trên họp bàn của em đó. Em nói chị cho thầy nghe. Thầy tin em đi thầy, em nói thiệt mà thầy. Thôi, em đừng nói nữa. Kết quả môn thi đầu tiên của em á, em như bị hủy. Em về đi. Thầy, cho em cơ hội để nói được không thầy? Em đi về đi. Đi công việc của tôi gì nữa. Nhưng mà hôm nay á là ngày thằng An nó qua ăn cơm với vợ chồng mình. Rồi á mình bàn cái chuyện nói con Linh nhà mình. Phải có hai người ba má con Linh mới được chứ. Rồi tại sao bà đi đâu? Thì nói chung á hả là nó qua ăn cơm thôi mà. Ừ. Nghĩ là có người lớn là được rồi. Ông cũng là người lớn vậy. Ông cũng là ba anh Linh vậy. Có ông là được rồi. Nhưng mà phải có ba má nó mới được chứ. Giờ bà đi một mình tôi sao mà được. Tôi nói được là được. Nói chung là tôi có hẹn rồi. Ông tự xử đi nha. Trời đất ơi. Đáng lòng với bà này luôn đó. Linh, múc đồ ăn, múc cơm cho bạn con đi con. An, dạ. Con cứ tự nhiên nghe không? Dạ. Cứ coi như đây là nhà của bác rồi đó. Ủa mà bác hôm nay kêu con qua đây có việc gì vậy bác? Không có gì đâu. Hôm nay bác kêu con qua đây chủ yếu là dùng bữa cơm thân mật với lại gia đình. Dạ. Thấy không? Những cái món này đó là Linh nó nấu đó. Dạ. Thấy đảm đang ghê không? Dạ. Ăn đi con, ăn đi, à, cứ tự nhiên nghe không? Dạ, thì cũng ngại quá. Bác con giúp đỡ ba mẹ con, tạo điều kiện cho ba mẹ con làm ăn. Bây giờ còn đối xử tử tế con hiền. Ngại cái gì? Bác á, với lại ba má con á, cũng là chỗ thâm tình hồi xưa đến bây giờ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Không có gì phải ngại đó. Ngày xưa á, lúc ba má con nghèo khổ á, bác cũng không thể nào bác làm ngơ. Bởi vậy á, giúp đỡ là chuyện bình thường, đừng có ngại nghe không? Dạ. Ừ. À. Bác hỏi nè, hai đứa học chung trường bao nhiêu lâu rồi ta? Dạ cũng lâu rồi bác ạ. Ờ, thấy là biết lâu rồi. Dạ. Ừ, thôi cưới đi con. Dạ, mà tụi con còn nhỏ rồi bác. Có gì đâu rồi đó, bác cưới má lên, bác cũng mới 16 tuổi chứ không nhiều. Dạ. Ha, cưới đi. Dạ. Với lại hồi xưa á, bác với lại ba má con cũng có hôn ước rồi. Dạ. Đó, hiểu chưa? Dạ. Bởi vậy á, bác yêu con, em không có, bác quý con lắm, dạ. Hiểu không? Ha, rồi dạ. Tự nhiên đi con. Thấy Linh nấu không? Đó, những món ăn này Linh nó nấu đó con. Thấy đảm đang ghê không? Dạ. Làm dâu á, là báo phát luôn đó. Linh bút cho bạn con đi con. Ừ. Dạ, chấm rồi bán nha. Ừ, để đó đi con. Mềm tổn thương chỉ khiến em đau lòng thêm, chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác xứng đáng hơn anh, và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu. Sẽ có một ai đó gần kề yêu em từng ngày bên em.
buổi sáng tôi lên phòng em nguyện sai được rồi. Chắc là bị cấm thi luôn rồi. Mà An à, Phương nghĩ á, em nên hạn chế gặp Phương đi. Bởi vì khi á, em gặp Phương á, nhiều chuyện rất rối xảy ra lắm. An có làm gì đâu. An không làm, nhưng mà người khác làm. Em hiểu không? Thế Phương là... Phương á, rất quý mến An. Nhưng mà Phương đến trường á, là đã đi học. Và cái tương lai sau này của Phương, Phương muốn á, những ngày tháng đến trường á, là những ngày tháng tươi đẹp, là một kỷ niệm đẹp đối với Phương. Chứ Phương á, không muốn á, đến trường mà lúc nào cũng phải lo sợ xem người ta có làm gì xấu sau lưng mình hay không. Sẽ có một ai đó yêu em. Bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn ai. Một người sẽ không khiến anh đau buồn. Biết yêu anh nhớ một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay anh. Thôi đi. Dạ. Em chào thầy. Ừ, chào em. Thầy ơi, cho em xin thi các môn còn lại đi thầy. Theo luật á, nếu mà em sử dụng tài liệu á thì sẽ không được thi các môn còn lại. Thầy rất tiếc, thầy không nhận biết được. Dạ. Thầy, nhưng mà giáo viên có bắt lúc em sử dụng tài liệu đâu ạ? Giáo viên có kiểm tra học bàn trước lúc thi đâu. Hay là lỡ như có một ai đó bỏ tài liệu vào học bàn hay ba lô của em thì sao? Nếu như vậy thì đâu có công bằng cho em đâu thầy. Em mong thầy suy nghĩ lại và giúp đỡ cho em chứ. Thôi được rồi, em cứ về thi các môn còn lại đi. Trường hợp của em á, hội đồng sẽ xem xét lại. Dạ, em cảm ơn thầy. Em mong thầy giúp đỡ cho em. Em chào thầy. Dạ. Lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên. Em đi ngang chốn này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày nào em cũng say đắm lặng yên. Trong đầu đang đợi chờ gì đây? Hôm nay là thứ mấy? À thì ra anh chỉ mong để đến lúc để gặp em. Này người anh yêu ơi em tin anh không? Hãy về bên anh nha. Một ngày không em mới như đánh mất lẽ sống cứ nhắc tên em hoài. Giờ nhau tỏ thằng góc em đã ngủ chưa? Rõ là chỉ ngưỡng cái nước sâu rồi. Anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế hứa. Và ngày hôm nay xin em nghe câu ca anh vì tặng cho em nha. Là lời con tim dành trao về em vui trốn bấy lâu đêm mà. Một lòng một dạ mong ta thành đôi, chung một nhà cho môi kề môi. Em chỉ cần tin anh thôi, còn cả thế giới đã có anh lo. An không nghe lời Linh cảnh báo gì. Linh đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Trẻ con cũng được. Vậy thì đừng trách. Linh muốn làm gì? Làm cho nó biến mất khỏi đây chứ gì. Linh dám hả? Giờ Linh hỏi lại lần nữa,
Thứ nhất, An tránh xa nó ra và ở bên cạnh Linh. Thứ hai là chúng ta không còn ai gặp nó nữa. An chọn đi. An, cho anh thêm thời gian được không? Ba, chị con uống hoài vậy? Thì rượu ngày nào ba lại không uống. Cái chuyện mà con kêu ba á, kêu chú Bảo giải quyết cho con á, sao không ai giải quyết con hết vậy? Cái chuyện đó ba con nói rồi, ba nói chú Bảo rồi, mà chú Bảo không nói là cái thanh trường thanh tra thanh chéo cái gì ấy gì đó từ từ làm mà bởi vì ba biết đâu thanh tra cái gì con không biết đâu á, ba phải giải quyết cho con á. Ủa thôi mà ba đừng uống nữa, đủ rồi đấy, cho uống quậy không quậy hả, ba không giải quyết là con tự giải quyết luôn á. Trời ơi, nó con mình làm như nó bà nội mình nó bằng vậy đó. Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Làm sao em hiểu tâm tư nơi trái tim anh? Sự khó nói phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Đừng yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người ơi. Đừng yêu anh nữa, chỉ khiến tim em tổn thương, chỉ khiến em đau lòng thêm, chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác xứng đáng hơn anh và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu, sẽ có một ai đó gần kề yêu em từng ngày bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em, và hãy quên anh đi vì sẽ có một người thay anh. Nơi trái tim anh thật sự khó nói, phải làm sao đây khi trái tim anh chưa từng yêu. Yêu anh nữa, xin em hãy cứ quay lưng bước đi, tìm một người khác. Thật lòng yêu em, thay thế anh bên em người ơi. Đừng yêu anh nữa,
chỉ khiến tim em tổn thương, chỉ khiến em đau lòng thêm, chỉ khiến em rơi nhiều nước mắt. Hãy yêu một người khác xứng đáng hơn anh, và yêu thương em khiến em hạnh phúc. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu, sẽ có một ai đó gần kề yêu em từng ngày, bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, một người sẽ không khiến em đau buồn. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em, và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu, sẽ có một ai đó yêu em, bên em cho em niềm hạnh phúc. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh, một người sẽ không khiến anh đau buồn. Để yêu anh nữa, một người không tốt với em, và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thay anh. Thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết, để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp. Ngày mai em cũng say đắm lặng yên trong đầu. Đang đợi chờ gì đây, hôm nay là không ai. À thì ra anh chỉ mong để đến lúc để gặp em. Này người anh yêu ơi, em tin anh không, hãy về bên anh nha. Một ngày không em như đánh mất lẽ sống, cứ nhắc tên em hoài. Giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa, hay còn ngắm những hạt mưa. Anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế hứa. Và ngày hôm nay xin em nghe câu ca anh vì tặng cho em nha, là lời con tim dành trao về em vui chôn bấy lâu đêm mà. Một lòng một dạ bóng ta thành đôi chung một nhịp. Chị chủ nhiệm của cây nha, đứa này mà nó lộn xộn mà đẩy đi hết. Còn mình là phó đạo diễn của cây nha, những đứa này mà lộn xộn mình sẽ nhận vô hết. Lỡ thích một người mà không nói sao nên lời, là vì khi thấy em cười làm lòng anh xa rời. Nhưng sao em thờ ơ chẳng biết, để anh cứ mãi ưu phiền. Thầm yêu em ngay phút giây đầu tiên, em đi ngang chỗ này ngẩn ngơ nhìn đôi môi thắm trái tim loạn nhịp.
ngày nào anh cũng say đắm lặng yên trong lòng đang đợi chờ gì đây hôm nay là thứ mấy à thì sao anh chỉ mong để đến lớp để gặp em này người anh yêu ơi em tin anh không hãy về bên anh nha một ngày không em anh như đánh mất lẽ sống cứ nhắc tên em hoài giờ này chẳng hay em đã ngủ chưa hay còn ngắm những hạt mưa anh thì ngồi tiếc nuối ngày xưa chưa cùng thế hứa và ngày hôm nay xin em nghe câu ca em viết tặng cho em nha là lời con tiếng dành trao về em vui trốn bấy lâu đêm mà một lòng một dạ mong ta thành đôi chung một nhà cho môi kề môi em chỉ cần tin anh thôi còn cả thế giới đã có anh rồi. Một lòng một dạ mong ta thành đôi chung một nhà cho môi kề môi em chỉ cần tin anh thôi còn cả thế giới đã có anh rồi. Thì á mình tới chỗ điểm quay từ sáng sớm tới giờ mà đang mới quay được chỉ hai phân đoạn thôi tại vì nhờ cái diễn viên bên kia đó hỏi anh lên hỏi xuống chưa được ăn cơm quên hay không ăn là quên lời bởi vậy khổ dễ sợ. Các bạn ơi, đóng xong chưa cho tôi vào đóng nha ơi. Xin chào các bạn. Mình là Trung. Mình đóng trong phim Tứ Đại Học Đường của Antigone. Mình vào một cái vai nhân vật là thích Mỹ Ngọc nhưng mà không được Mỹ Ngọc thích lại. Vì mình không được đẹp trai cho lắm. Mong các bạn nhé ủng hộ phim và kênh của nhóm. Xin chào mọi người, mình là Ngân Phương. Mình là thành viên của nhóm Ca Gia Lớp. Nhóm của mình đang quay một bộ phim nói về học sinh mang tính chất cá biệt cũng có, yêu đương cũng có, mà đánh nhau cũng có, cái gì cũng có hết trơn. Nhưng mà hứa với mọi người là sẽ cố gắng làm những bộ phim tốt nhất và xuất sắc nhất gửi đến mọi người. Mọi người nhớ theo dõi nhóm của mình nha. Hiện tại đoàn đang quay phim mới, cũng là đang dần nghỉ trưa, cũng là trùng ngày sinh nhật của Ngân Phương, diễn viên chính của bộ phim này. Thì hiện tại thì đoàn đang nghỉ trưa ở góc Bình Bản, cũng là đang thập thội, không biết mọi người đang như thế nào. Thì hôm nay đoàn Ca Gia Lớp sẽ tổ chức một cái sinh nhật cho Ngân Phương thật là bất ngờ, không biết Ngân Phương như thế nào nữa. Đón xem nha. Bây giờ tụi tôi sẽ đi Đà Nẵng và chúc mừng sinh nhật Ngân Phương. Cho Ngân Phương ăn bánh kem chấm muối. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật của ba. Quán cho nội. Mua hồi nãy. Không, mua nãy. Nói gì giờ trời. Thôi bị cậu nghĩ đi. Bất ngờ quá. Sáng giờ trời ơi. Cả một ký phấn á, mai hết luôn giờ cái anh kia. Để ấy vậy. Để chiều có tới mình nhậu ha. Chọc gì? Nhậu bánh kem. Lắc kêu dạy trao rồi chơi. Cảm ơn nhiều. Rồi bây giờ Ngân Phương sẽ hôn tặng mỗi người một cái. Đâu? Hôn tặng đây. Đã làm bánh rồi hôn tặng đây. Cô ba đi nhờ quy hát hôn tặng. Chút xíu ra ăn quay tiếp. Mình tặng cái bánh kem đi, mình để chạy. Thảo Ngọc ơi, Thảo Ngọc ơi.
Bà Ngọc ơi. Thôi Ngọc rồi. Ủa trời. Em quay quay bấm cái này trước nha anh coi. Hả? Bấm cái này trước. Mày. Ok rồi. A few moments later. Mày. A few moments later. Tôi có 2 điểm không có mặt nữa chứ. Vậy gì vậy? Thú nghe coi rồi. Việc đi du học ở Sinh, Mỹ, Anh, Nhật sẽ không còn xa nữa. Eternity later. Vào cuối tháng sau thì sẽ có kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Chắc tao chọn môn toán. Vậy là chị chọn giống. Con Linh rồi. Giống. Ê, anh bảo gì tại tụi này ác còn hơn sao đen nữa chị. Nhờ ông Quang giúp chị mà ông bị đánh ra ông nội này. Tại ông Quang giúp ông nội vậy. A few moments later. Tại ông giúp chị tôi mới ông mới bị vậy. Không có sao đâu. Đâu mà đừng có cười coi. 12 seconds later. Tụi này còn ác hơn sao đen nữa. Không, lỗi em mắng tự nhiên mắng cười. Tại ông giúp chị tôi nên ông mới bị đánh vậy nè. Nên lộ là à, lấy ly chịch. Lại nha. Tính kêu lấy ly trà đá. Cũng được. Alo. Ngọc hả? Mày đi liền đi, ba bệnh rồi nè. Đi ba bệnh. Cái gì vậy? Sao mẹ chứ? Ba. Vương hả? Dạ. A few moments later. Quay chưa vậy?
Em mạnh quá. A few moments later. Việc đi du học ở Sinh, Mỹ, Anh, Nhật sẽ không còn xa nữa. Vào cuối tháng sau thì sẽ có kỳ thi học sinh giỏi của quốc gia. Nói ngày xưa chưa cùng nhau cho bốn mấy. Vậy là chị chọn giống. Ai không, anh bảo gì ta? Tụi này ác còn hơn sao đen nữa chị. Nhờ ông Quang giúp chị mà ông bị đánh ra ông nội này. Tại ông Quang giúp ông nội vậy. A few moments later. Tại ông giúp chị tôi mới ông mới bị vậy. Không có sao đâu. Đừng có cười coi. Tụi này còn ác hơn sao đen nữa. Không, lỗi em mắng tự nhiên mắng cười. Tại ông giúp chị tôi nên ông mới bị đánh như vậy nè. Nên lộ là à, lấy ly chạch. Lấy nha. Tính kêu lấy ly chạch đá. Cũng được. Alo, Ngọc hả? Mày về liền đi, ba bệnh rồi nè. Ba. Vương hả? Dạ. Mấy em mới vô tổng viên đơn đi không lùng lùng đều. Các em về nhà ôn bài thật kỹ. Do you need test? Em. A few moments later. Các em á là những kiến thức thầy tốt nhất. Thầy nói được có cười. Ôi em bảo cười bắt không được. Ủa em đi luôn gì vậy? Cô nghe rõ lắm mà. Đừng như anh một người chỉ mang cho em bao đau đớn. Xe không kính không phải vì xe không có kính. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Một người sẽ không hết sắc trời và đồng một cánh thiên như xa như ù và buồn lại. Không có kính. Ừ thì không có kính. Em quá lại. Em quá lại. Em nghĩ không có tự nhiên vô duyên vô cớ mà ông An chạy vô nhà vệ sinh rồi chạy vô. Em nghĩ là em nói rồi. A few moments later. Làm gì chị thẩn thờ vậy? Ủa mất hồn hay thẩn thờ? Quýt nào rồi nào? Ủa? Không có hả? Cái gì quên rồi? Ủa? Không có thôi bỏ. Má hành tượng tôi sụp đổ. Ủa? Có hả? Cái gì bỏ mẹ? Ông cái gì bỏ? Ủa không có hả? Tụi nó là con ông cháu cha mà. Muốn làm gì mà không được. Chị sợ. Chị không sợ. Rồi lại cái đó. Với lại nó không đầy đủ. Trời ơi tao lỗi. Lỗi lắm. Nhìn tao đó, tao đây. Đó. Đừng như anh một người chỉ mang. Mày đỡ đi, tao phục thù tụi nó bây giờ đó. Chiến này tụi nó hả, phải xin lỗi tao nè. Sẽ có một người mang đến cho em một tình yêu. Sẽ có một ai đó gần kề. Ủa gì quên rồi ta. Mày đang quen tụi ba. Sẽ
lộn rồi. Đừng yêu anh nữa, một người không tốt với em. Và hãy quên anh đi, vì sẽ có một người thời mai như vậy đó. Cứ ngạc cười, ngạc hết là sao nói vậy? Thôi vậy thôi, tối với hai nữa. Em cắt cái nửa miếng à. Đâu có ai mày. Ok.